cũng ngon quá. Hôm nay là một ngày thiệt đẹp. Ai mà đẹp thế này? Một gương mặt xinh đẹp nhất trong rừng chính là cáo ta chứ còn ai. Chào chị cáo, chúc chị buổi sáng tốt lành. Ôi, ai đây? Sao mà trông ghê quá vậy? Em là cốc tía đây. Nhà ngươi có phải là thằng cốc tía lưng đầy mụn đó không hả? Dạ em đây. Chị đang làm gì đó? Ta với nhà ngươi có chị em gì mà gọi chứ. Mau đi đi, đừng có lây những cái mụn cốc lên bộ lông xinh đẹp của ta. Em sinh ra đã mang mụn cốc này rồi. Gia đình em đều có mụn cốc trên người. Nhựa cốc trên lưng là để bảo vệ. Mặc kệ lý do gì, ta không chơi chung với kẻ xấu xí như nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Con cô quậy, con cô quậy à, con cô quậy à. Bài cua đánh trống hay quá. Tôi đang tìm một người để cùng tôi lập một ban nhạc. Tôi đánh trống và bạn ấy hát. Hay quá, cho mình hát chung nha. Được không? Phải thử thì mới biết. Đã xấu rồi, còn hát dở tệ à. Tưởng cổ to thì hát hay, ai ngờ lại dở đến như vậy. Đừng hát nữa. À, vậy bạn dạy tôi đánh trống nha. Xấu xí mà cũng đòi đánh trống nữa hả? Nè cua, ta khuyên ngươi nên đuổi nó đi. Cạo mấy cái mụn cốc xấu xí của nó đó, làm ô nhiễm nguồn nước đó. Tôi chỉ muốn chơi với mọi người thôi mà. Không ai làm bạn với nhà ngươi đâu. Mau đi đi. Thôi thôi, bạn đi đi, bạn đi đi. Mau cút đi. Tôi đi ngay, đi ngay. Đừng kẹp tôi. Cái vẻ xấu xí của bạn cốc, giọng cười của chị còn đáng ghét hơn. Mau đi đây, nếu không tôi kẹp đứt đuôi bây giờ. Ta là gấu xám, ta đi dân câu cá ở đâu bao ra đây nào. La 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 la. Quái, cây cần câu của mình đâu rồi ta? Ai? Là ai đã ăn cắp cây cần câu của mình rồi? Ai? Ai vừa cười đó? Dạ, là cháu. Là cốc tía ạ. Ồ hay, sao ta không thấy cháu? Cháu nấp trong lùm cây làm gì vậy? Dạ, tại cháu xấu xí nên sợ ra ngoài sẽ làm mọi người sợ và chê cười. Ồ, tưởng chuyện gì? Ra đây nào, bác không sợ cháu đâu. Cháu chào bác gấu. Bác đang đi đâu đó? Bác đang đi câu cá. Nhưng thật là quái lạ, ai đã lấy mất cần câu của bác rồi? Cần câu vẫn nằm trên vai bác, chứ có mất đâu. Ta lẩn thẩn mất rồi. Ủa, mà sao cháu không ở bờ hồ mà lại lang thang ở đây vậy? Dạ, tại mấy bạn chơi cháu xấu xí, không ai thèm chơi với cháu. Cháu có sao không? Bác xin lỗi nghe. Định an ủi cháu mà xem ra bác mạnh tay quá. Cháu không sao. Cốc tía nè, cháu là một cậu bé tốt bụng, rồi mọi người sẽ hiểu ra tấm lòng của cháu thôi. Cháu phải mạnh mẽ lên. Dạ cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bác gấu. Cháu sẽ luôn luôn sống vui vẻ và giúp đỡ mọi người. Tốt lắm. Giờ thì hãy đi câu cá với bác nào. Chúng ta luôn vui vẻ. Ừ.
ngon quá. Mình phải giết sạch mật ong này mới được. Ta là cốc tia. Chị cáo lại đi ăn cắp công sức của chị ong. Mình phải trừng trị cho cáo một bài học mới được. Chị cáo đang làm gì đó? Không được phá đám. Cút, cút đi mau. Tổ ong cao như vậy, chị trèo lên coi chừng té đó. Sao chị không lay cho nó rớt? Nó cũng đúng lắm á. À, còn cáo định ăn cắp mật ong của mình hả? Chờ đó, ta sẽ cho con biết tay. Chị cáo ơi, bây giờ trông chị chẳng khác gì tôi cả. Thằng cu kia, từ ngày mai ngươi không được đánh trống nữa. Vậy sao không cho tôi đánh trống? Vô lý quá. Ngươi đánh trống ôm đến giấc ngủ của ta. Đây đâu phải đất của anh. Anh lấy quyền gì mà cấm tôi? Ta chính là chúa tể Sơn Lâm. Lời của ta chính là lệnh. Ta lệnh cho ngươi không được đánh trống nữa. Thật quá đáng mà. Ta luôn vui tươi. Ta là gấu xám. Ta là gấu xám. Ta luôn vui tươi. Ta là gấu xám. Ta luôn vui tươi. À, con cọp kia, ngươi làm cá bơi đi hết rồi. Ai cho ngươi đến đây câu cá hả con gấu to xác ngốc nghếch kia? Cút đi! Đất ở đây đều là của ta hết. Hồ cá này cũng là của ta. Thật là ngang ngược mà. Thế nào? Ngươi muốn đánh nhau với ta? Để xem ngươi chịu được mấy cú tát của ta. Thôi bỏ đi anh gấu. Anh đấu với tên cọp, dù thắng cũng bị thương thôi, hại thân. Ta thấy mụ ông vậy mà sáng suốt đó. Thân mình ngươi to xác nhưng đầu óc bé xíu, chớ không thông minh bằng mụ ông béo đâu. Nè 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 nè, ngươi nói ai béo đó? Ta nói ngươi đó. Ngươi làm gì được ta? Béo mụ béo. Ta sẽ cho ngươi biết lễ độ. Con mụ béo kia dám chích ta hả? Hãy xem ta trả thù đây. Tổ ong của tôi, các con của tôi. Đáng đời, các người nhớ đó, đất này là của ta. Ngày mai ta còn thấy các ngươi lãng vảng ở đây, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Vậy ông đừng buồn, để tôi giúp chị làm lại tổ mới. Tên cọp đáng ghét đó, lần sau ta sẽ cho hắn biết tay. Chào mọi người, mọi người đang làm gì đó? Ủa, sao chị ông lại khóc? Là ai phá tổ của chị vậy? Ê, chính là tên cọp. Ngày mai bác sẽ không để cho hắn ta đắc ý đâu. Hắn sẽ làm bác bị thương đó. Bác không sợ? Nếu chúng ta cứ nhún nhường sợ sệt, chỉ càng làm hắn ta đắc ý thêm thôi. Bác gấu nói đúng. Nếu chúng ta cứ nhún nhường, tên cọp sẽ càng hống hách hơn. Nhưng chúng ta sẽ dùng trí với hắn thay vì dùng sức. Bọn bắt con kia nghe mình đe dọa sợ không dám đến. Từ bây giờ chỗ này là của mình. Cọp kia, nhà ngươi có biết ta là ai không?
ai đó? Ta là Cốc Tía. Ngươi mà tránh ra, không là ta xé xác ngươi bây giờ. Ngươi có biết ta là ai hay không hả? Ta chính là chú tể sơn lâm của khu rừng này. Nhà ngươi không biết ta sao? Ta chính là cậu ông trời đây. Nếu không tin, ta với ngươi thi tài xem ai hơn ai. Ta mà thắng là ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Thi thì thi, ta với ngươi thi nhảy, ai nhảy cao hơn thì thắng. Được, ta chấp ngươi đứng trước, ta đứng sau. Tất cả tại con cốc xấu xí kia nó lừa mình. Chắc chắn là tại nó ganh tị với vẻ đẹp của mình đây mà. Tên nào cả gan dám đụng vào ta như vậy? Anh cọp, anh chạy đi đâu mà ghê vậy? Thằng cốc đòi ăn thịt ta. Ôi trời ơi, con cốc bé tí đó mà ăn thịt ai được chứ? Nó bảo nó là cậu ông trời đó. Hey, nó lừa anh đó. Không tin á, anh đi theo tôi đến chỗ nó, tôi sẽ trị tội nó cho anh xem. Người nói có thật không? Nếu mà anh không tin á, tôi với anh cuộc đuôi lại với nhau. Bạn cáo thiệt là thông minh. Cốc tuy nhỏ bé nhưng rất gan dạ. Trời, nguy rồi, cọp đã trở lại cùng với cáo. Phải làm sao đây? Lần này tôi sẽ cho tên cọp biết tay. Đừng lo, tôi đã có cách đối phó. Mọi người mau trốn đi. À cáo kia, ngươi làm gì chậm chạp vậy? Bảo ngươi nộp cho ta 2 con cọp, sao nhà ngươi lại nộp có 1 con? Sao ta nó bụng được? Hả? À cáo này, ngươi lại dám lừa ta? Nhanh, mau đem con cọp đến đây cho ta ăn thịt. Quang hô, quang hô, bạn cốc hay quá, bạn cốc giỏi quá. Từ nay chúng ta phải đoàn kết để chống lại những kẻ xấu. Ừ, đúng, đoàn kết là sức mạnh. Xưa nay chuyện làm mưa dưới nhân gian đều giao cho thần mưa, nhưng nay thần mưa đã già, khó lòng quản được, cho nên ta quyết định giao nhiệm vụ mới này cho ngươi. Nhưng mà thưa Ngọc Hoàng, xưa nay thần chưa làm mưa dưới dân gian bao giờ, chỉ sợ... Ngươi là Long Dương, trách nhiệm của ngươi là làm mưa tạo phúc cho muôn loài, ngươi không được từ chối. Dạ, thần xin nhận. Ngươi yên tâm, vì là lần đầu nên ta sẽ sai Thiên Lôi phụ giúp ngươi làm mưa. Thiên Lôi đâu? Dạ, Ngọc Hoàng cho gọi thần. Trên miệng ngươi dính cái gì đó? Ngươi dám ăn dụng bánh của ta hả? Được rồi, từ nay chuyện làm mưa dưới trần gian ta giao lại cho 2 người đó. Chào Băng Hiền. Đây là gà của ta. Sau này chúng ta sẽ làm việc chung với nhau. Ta tặng ngươi bình nước hoa quả này, rất là ngon đó. Vậy ta cũng không ích kỷ, ta sẽ mời ngươi nửa con gà. Đi, chúng ta ra ngoài vườn ăn thôi. Vậy là Long Dương và Thiên Lôi mãi ăn uống no say mà quên mất nhiệm vụ làm mưa, khiến trần gian thiếu nước, hạn hán khắp nơi, cây cỏ lẫn động vật đang chết dần, chết mòn. Làm sao đây? Hạn hán đã 3 năm rồi, tại sao trời vẫn không có lấy một giọt mưa? Kiểu này chết mất thôi. Nước
Nước. 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 Tôi khát nước quá, khát khô cổ họng rồi, khát đến mức không còn sức để bước đi nữa. Nè anh gấu, anh hãy uống đỡ mật ong của tôi đi. Không, không, bây giờ một giọt mật cũng rất quý, chị hãy giữ lại cho mình đi. Anh cứ nhận đi, những lúc như thế này chúng ta phải biết san sẻ với nhau chứ. Tôi vẫn còn chịu được, chị hãy cho cô giọt mật này đi, tôi thấy cô sắp chịu hết nổi rồi. Nào, tôi giúp cậu. Cảm ơn, không có hai người chắc tôi chết mất. Chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ chết khô mà thôi. Tại sao đến bây giờ mà ông trời vẫn không chịu làm mưa? Có lẽ ông trời đã quên mất chúng ta rồi, hay có khi ông đã ngủ quên. Lẽ nào phải có ai đó đánh thức ông trời vậy sao? Bác gấu nói đúng, phải đánh thức ông trời thôi. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ chết khô mà thôi. Cho nên tôi quyết định ngày mai sẽ đi lên trời để thưa kiện. Chúng ta chỉ là những con vật nhỏ bé, làm sao kiện ông trời lớn được? Hơn nữa, đường lên trời rất xa, chúng ta chưa đi đến đã bị mặt trời thiêu cháy rồi. Nếu không khéo còn bị trời đánh đó. Không được đâu. Ôi, công tía bị điên rồi. Tôi không điên. Nếu mọi người không đi, tôi sẽ đi một mình. Tôi nhất định kiện trời một phen, để trời làm mưa xuống cứu sống mọi người. Không có nước, cây cối cũng chết khô, đừng nói là mình. Nè, trong đây chỉ còn vài giọt mật, cậu hãy cầm theo lên đường đi. Chị cứ giữ lấy và chia cho mọi người, em vẫn còn khỏe lắm. Một mình cậu lên đường, liệu có đi nổi không? Cậu bé tí thế này, đi chừng nào mới đến? Tuy tôi nhỏ, nhưng gan tôi lớn. Tôi tin mình có thể vượt qua khó khăn để đến được nhà trời. Cháu đúng là một cậu bé dũng cảm. Thôi, cháu phải tranh thủ lên đường đây. Mọi người cố gắng chờ cháu về nha. Tôi to xác như vậy mà gan không bằng con cóc tía. Tôi đúng là hèn nhát mà. Tôi càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng. Ở đây đằng nào cũng chết khác. Tôi quyết định đi cùng với cóc lên kiện trời. Nhưng mà... Ông nói đúng. Hay chúng ta đồng hành cùng cóc liều lên kiện trời một phen. Mọi người đã nói như vậy thì tôi cũng xin đi theo. Chúng ta mau đuổi theo cóc thôi. Khát cháy họng rồi. Tôi chạy hết mỡ rồi. Anh nhìn xem, tôi đã không còn là cô nàng đẹp nhất khu rừng với bộ dạng này. Tôi không còn sức để đe dọa ai nữa. Làm sao mà trở thành chúa tể Sơn Lâm đây? Của tôi. Của tôi. Tôi không còn đủ sức để kéo cô theo nữa rồi, cô Cao à. Tìm cách tháo đuôi cô ra đi. Thôi, thua rồi, gỡ được thì đã may. Cũng tại anh chết nhát á, mới khiến cái đuôi của hai chúng ta dính chặt vào nhau. Hôm đó, tôi làm sao biết được cô có lừa tôi hay không? Trừ
tôi lừa anh làm gì? Anh không thấy con cốc đó nó bé tí hay sao? Tôi không tin. Làm sao một con cốc bé tí như thế lại có gan trêu chọc chú Tể Sơn Lâm như tôi chứ? Chắc là nó có phép màu. Tôi chẳng hơi sức đâu mà cãi nhau với anh. Anh Cọp nè, dù gì chúng ta vẫn dính với nhau, anh hãy chia cho tôi nửa trái dừa trên tay anh được không? Anh coi đó, đùi chúng ta dính vào nhau như thế này, lỡ tôi chết thì anh phải kéo xác tôi đi, chẳng phải là vừa nặng vừa hôi thối hay sao? Cô nói cũng có lý. Thôi được, tôi sẽ cùng cô uống trái dừa này. Tôi ác quá. Chúng ta chết mất rồi. Chào anh Cọp, chào chị Cáo. Hai anh chị có sao không? Ôi, đừng ăn thịt tôi. Ôi, thằng cốc tía siêu lừa gạt kia. Ôi, lâu rồi tôi mới được một bữa ngon như thế này. Ôi, tôi sống lại rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Ủa, mà mọi người đi đâu mà đông thế này? À, tôi đang định đi lên kiện trời, bắt ông trời phải làm mưa. Hai anh chị có muốn đi cùng chúng tôi hay không? Nhưng mà... Sắp chết đến nơi rồi, còn nhân với nhị cái gì? Xem cốc tí nhỏ bé mà gan dạ chưa kìa. Anh thì to xác, mà gan lại bé à. Tôi thấy hai anh chị hãy cùng đi với chúng tôi đi. Chúng ta đồng lòng thì thế nào cũng tìm được đường lên trời. Mọi người nói cũng có lý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi lên kiện trời thôi. Tôi với anh Cọp bị vướng với nhau như thế này chắc là khó đi lắm đây. Không sao, để chúng tôi giúp cho. Một lần dứt, một lần đau. Chịu đau tí nha. Tôi mừng quá nên quên cả mình đang sắp chết khát luôn. Ôi, cái đôi xinh đẹp của tôi cuối cùng cũng được tự do rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đôi càng của anh vậy mà lợi hại, chúng ta có thể dùng nó để đối phó với tướng nhà trời. Tôi xin đi theo cốc. Tôi tin với sự gan dạ và trí thông minh của cốc sẽ dẫn chúng ta đến kiện trời thành công. Tôi cũng tin như vậy, nên tất cả chúng ta phải đồng lòng. Phải, chúng ta là một đội. Cuối cùng chúng ta cũng đến nơi rồi. Ủa,
Sao vậy chị Cáo? Trước đây tôi có nghe nói rất nhiều người cũng tìm đường lên trời, nhưng mà chưa có ai vào được, đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Thiên lôi nghe nói rất là to lớn, một chân có thể giẫm bẹp chi con cô nhỏ bé như tôi. Tôi còn nghe nói trên tay ông ta là một chiếc búa chém sắc như chém bùn, hơn nữa còn được hỗ trợ bởi thiên binh thiên tướng là chó và gà thần. Có gì mà phải sợ, chỉ cần chúng ta đồng lòng nhất định có thể thắng được thiên lôi. Anh Cốc nói đúng, chúng ta đã đi đến đây rồi thì không việc gì phải sợ nữa. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi nghĩ chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể mới có thể chiến đấu với thiên lôi và thiên binh thiên tướng. Chị ông nói có lý. Tôi có một kế hoạch, mọi người hãy nghe theo lời của tôi. Đằng kia có một cái chùm nước của trời, anh cua hãy vào trong đó núp. Còn bác gấu, bác hãy nấp sau cánh cửa bên trái. Anh cọp nấp sau cánh cửa bên phải. Chị Cáo, chị ông hãy nấp sau bức tượng đá kia. Còn tôi sẽ đến đánh trống kêu tới Ngọc Hoàng. Hễ mà tôi nghiến răng về phía ai, người đó hãy lao ra. Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm cửa. Theo tục lệ nhà trời, nếu ai có điều gì quan ức thì đánh trống ngay cửa thiên đình. Sắp đặt xong xuôi đâu đó, Gốc liền đánh ba hồi trống ầm vang như sấm, lay động Ngọc Hoàng. Đã lâu rồi không nghe tiếng trống ngoài kia. Là ai cả gan dám đánh trống nhà trời vậy hả? Bộ không biết bây giờ đang là giờ nghỉ trưa hay sao? Gì vậy? Ngươi đã đi đâu 3 ngày nay hả Thiên Lôi? Bên ngoài có người đánh trống, ngươi mau ra xem. Xin tuân lệnh. Cung đình như vậy hả? Chính là tôi đây. Là kẻ nào? Mau ra mặt đi. Tôi ở dưới này. Chính là tôi đây. Ta còn tưởng ông thần là to gan, hóa ra chỉ là một con vật nhỏ xíu như ngươi. Cái con vật xấu xí kia, ngươi là ai? Tôi chính là Cốc Tía. Ngươi đến đây để làm gì? Dám náo loạn cung đình, có biết tội không hả? Tôi đến đây để kiện trời. Hãy cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng. Hỗn láo! Cả gan dám đến đây gây náo loạn, phá giấc ngủ của Ngọc Hoàng, lại còn không sợ chết rồi gặp Ngọc Hoàng nữa hả? Muốn định tội tôi náo loạn cung đình thì cứ gọi Ngọc Hoàng ra đây gặp tôi. Thì người nhỏ bé không hiểu chuyện, ta khuyên ngươi nên về đi là hơn. Không, hôm nay tôi nhất định phải gặp Ngọc Hoàng kiện ngươi cho bằng được. Ngài hãy mau vào báo với Ngọc Hoàng, mau mau ra đây gặp tôi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ ngồi ở đó chờ đi. Ngọc Hoàng trăm công ngàn việc, không rảnh để tiếp chuyện với ngươi. Cái nào to gan đánh trống ngoài đó vậy hả? Ta đã bảo ngươi đuổi nó đi rồi mà. Bẩm Ngọc Hoàng, bên ngoài là một con cốc xấu xí, nó đánh trống đòi gặp ngài cho bằng được. Một con cốc xấu xí à? Nó đòi gặp ta để làm gì? Dạ, con cốc to gan kia đòi gặp để kiện ngài. Con cốc to gan kia dám đòi kiện ta? Mà kiện ta vì tội gì? Thiên Lôi! Dạ! Ngươi hãy dẫn thiên binh thiên tướng ra ngoài trừng trị con cốc hỗn xược đó cho ta. Thiên binh thiên tướng đâu? Bảo ra trị tội con cốc đó cho ta.
sĩ kia. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có chịu rời đi hay không hả? Tôi đã nói cho tôi vào gặp Ngọc Hoàng, thưa chuyện xong tôi sẽ đi. Ta nói cho ngươi biết, chiếc búa trên tay ta có khả năng tạo sét, chỉ cần ta dùng tay lên là sét đánh ngang trời, sấm động bốn cõi, sức mạnh không ai bì nổi. Nay ta tha cho ngươi một mạng, hãy mau đi đi. Nói cho ngươi biết, ta chính là cậu ông trời đó. Ta há sợ tiếng sét của ngươi sao? Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không nhận, tự tìm đường chết. Gà mạnh mẽ đâu? Mau ra đây một chết một cốc này cho ta. Cáo. Họ nhà cáo ta là chuyên trị lừa gà các ngươi đó. Thật là to gan. Chó đâu? Mau ra đây cắn chết con cáo láo xược này cho ta. Dám cắn gà của thiên đình à? Bác gấu, ứng cứu. Lão toét kia, hãy xem ta trừng trị các ngươi đây. Chị ông, tiếp chiêu. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi, đau quá. Sao? Còn muốn trừng trị bọn này nữa hay không? Tôi xin đầu hàng. Tại sao các ngươi là thế này hả? Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Quân ta đã bị thua tan tác. Cái gì? Các ngươi là thiên binh thiên tướng mà có thể thua một con cóc bé xíu kia ư? Không thể nào tính được. Chúng tôi tuy nhỏ bé nhưng đoàn kết. Chúng tôi đoàn kết vì một mục đích chính đáng. Không có gì có thể thắng được chúng tôi. Con cóc kia, ngươi hãy nói đi. Ngươi đến đây làm loạn thiên đình với mục đích gì hả? Tôi đến đây là để kiện ngài. Kiện ta chuyện gì hả? Đã 3 năm rồi, vì sao dưới trần gian lại không có một giọt mưa nào? Muôn cây khô héo, vạn vật chết khát, ngài có biết không? Sao lại có chuyện này? Long Dương, Long Dương đâu hả? Sao 3 năm nay ngươi không làm mưa? Ẩm Bạch Hoàng, thần ngủ quên, mới có 3 ngày. 3 ngày trên trời bằng 3 năm dưới nhân gian, ngươi có biết không hả? Các người là thần tiên, có nhiệm vụ chăm lo cho muôn loài, vậy mà lại lười biếng tham ăn tham ngủ để muôn loài phải chịu khổ. Các người có biết tội hay không? Cốc nè, lúc nãy ngươi đã nói ngươi là cậu ông trời, xét thấy chúng ta cũng là bà con thân thích, chuyện lần này mong ngươi bỏ qua. Chỉ cần nhà trời mau chóng làm mưa để cứu giúp muôn loài, chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Này Long Dương và Thiên Lôi, các ngươi đã biết tội của mình chưa? Chúng thần biết tội. Biết tội. Ta phạt các ngươi không được ăn uống trong 3 ngày và ngay lập tức làm mưa cứu sống muôn loài. Dạ, chúng thần xin tuân lệnh. Ta xử vậy, ngươi có hài lòng không? Muôn tâu Ngọc Hoàng, trần gian được một trận mưa cứu thoát thì còn gì bằng. Chúng tôi vô cùng đội ơn ngài. Nếu hạ giới mà lại bị hạn hán, anh em chúng tôi xin phép lại lên thiên đình nữa nhé. Thôi, cậu không cần phải bận lòng như vậy. Cậu và ta là chỗ thân thích, cậu không cần bày vẽ lên tận đây cho mệt. Khi nào nhân gian hạn hán, cậu cứ việc nghiến răng báo hiệu, ta nghe thấy lập tức làm mưa ngay. Được như vậy thì tôi xin tạ ơn Ngọc Hoàng. Thôi, chúng tôi xin phép ra về. Thấy Cốc Tía nói năng mạnh dạn, bạn bè Cốc lại có thể trị được cả Thiên Lôi, chó thần và gà thần. Ngọc Hoàng muốn yên chuyện nên nhận làm thân với Cốc. Và từ đó thấy Cốc nghiến răng là trời lại làm mưa. Quang hô.
ơi, từ nay tôi có thể luyện tập đánh trống rồi. Ôi, cuối cùng thì bộ lông mượt mà của tôi đã trở lại rồi. Thiệt là tốt quá. Ta lại trở thành mỹ nữ xinh đẹp nhất khu rừng này. Thôi nhặt lên nào, chúng ta phải mua hạt ăn vật chiến thắng. Thành công là trò hữu ông trời. Ngày xưa ở đời vua Hùng Dương thứ sáu, cuộc sống yên bình trải dài khắp làng quê. Vua Hùng lúc đó có 20 người con trai, đa số các lang đều ở trong cung vua, hàng ngày vui chơi học hành. Thế nhưng cuộc sống của mỗi lang đều khác nhau. Trong đó, con trai thứ 18 của vua Hùng tên là Lang Liêu có cuộc sống nghèo khổ nhất, vì mẹ Lang Liêu vốn là con của một lão nông. Mẹ cho con theo với, ở nhà chán lắm. Con sang chơi với các anh đi, mẹ đi làm xong rồi về. Không ai cho con theo chơi cả. Được rồi, vậy thì đi với mẹ. Sau một hồi năn nỉ, thế là mẹ Lang Liêu dẫn theo cậu để đến nhà Dương Phi để làm việc. Tại đây, Lang Liêu gặp lại hai người anh là Lang Cả và Lang Hai. Dạ, chào Lang Cả, chào Lang Hai. Chào hai anh đi con. Ai thèm làm anh nó. Tụi anh muốn đi thả diều ở ngoài đồng. Lang Liêu muốn đi cùng không? Con mau đi đi, để đó mẹ làm cho. Em được đi chơi với hai anh thiệt hả? Mẹ ơi, cho phép con đi với hai anh nha. Con chơi xong sẽ về liền à. Ừ, cứ chơi vui đi. Nãy anh cả nói mình đi thả diều mà sao vô rừng vậy? Giờ tụi tao không muốn đi thả diều nữa, mà đi hái nấm được không? Tụi mình hái nấm về cho mẹ em nấu cơm. Không phải vừa đi chơi mà vừa giúp mẹ được hay sao? Nhưng mình đã đi xa lắm rồi mà không thấy nấm. Ngay phía trước kia là chỗ nấm hay mọc rồi. Em hái thêm được nhiều lắm nè. Anh cả, anh hai, đâu rồi? À, anh cả, anh hai, đừng bỏ em à. Lang Cả ơi, Lang Liêu đâu rồi? Ơ? Tụi con tưởng Lang Liêu về trước rồi chứ. Lang Liêu ơi, con đâu rồi? Lang Liêu ơi, con có nghe thấy mẹ không? Có thể giúp gì cho cậu? Tôi muốn ra khỏi rừng, hỏi giúp tôi nha. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tôi biết hai người anh của cậu cố tình để cậu trong rừng, để cho cậu bị lạnh và đói. Cảm ơn hổ. Lang Liêu ơi!
con trai tôi. Con có sao không? Con không sao. Bạn hổ giúp con ra khỏi rừng đó. Cảm ơn hổ đã giúp con trai tôi. Vì con trai bà cũng đã giúp ta. Sau này nếu Lang Liêu có việc gì cần ta giúp, ta luôn sẵn sàng. Hay là mẹ con mình về quê nha. Dạ. Mẹ đi đâu con sẽ theo đó ạ. Kính mong vua Hùng đồng ý để mẹ con thiếp trở về quê sinh sống. Được rồi, ta thấy mẹ con nàng ở đây cũng không được vui vẻ. Nàng cứ đưa Lang Liêu về quê, nhưng nếu ở kinh thành có việc thì Lang Liêu cũng phải tham gia đầy đủ. Dạ vâng ạ. Sau khi được vua cha đồng ý, hai mẹ con Lang Liêu dẫn nhau về quê sinh sống. Định làm món gì vậy? Ừ, mẹ sẽ làm một món bánh mà trước đến giờ con chưa từng được ăn đó. Wow, hoan hô mẹ. Hai mẹ con hoàng tử Lang Liêu sống vui vẻ bên nhau ngày này qua tháng nọ. Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày. Mẹ ơi, cầm men nước cho mẹ nè. Mẹ Lang Liêu đổ bệnh và qua đời. Con về đây, ngày mai con lại ra thăm mẹ. Chó về nhà đi, tôi không phải là chủ của bạn. Bạn cũng bị bỏ rơi hả? Vậy chó về ở cùng với tôi, tôi có gì sẽ cho bạn ăn cái đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lang Liêu đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày chàng vẫn làm nông giống cuộc sống của mẹ và chàng năm xưa. Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Đội ơn cậu. Ông đã ăn gì chưa? Có đói lắm không? Ông ăn đỡ cơm nắm nha. Dạ cảm ơn cậu nhiều lắm. Cơm ngon lắm. Bây giờ ông định đi đâu? Ông chưa khỏe, có thể về nhà con để nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần đâu, tôi có việc phải đi. Đội ơn cậu lần nữa. Tôi chắc rằng những người tốt như cậu rồi sẽ được trả ơn. Con phải bảo vệ hoàng tử thật tốt nghe. Khanh đứng dậy đi, nói ta nghe, chuyến đi vừa rồi thu được gì? Thưa đức vua, trong số những hoàng tử thần đã gặp, chỉ có hoàng tử thứ 18, Lang Liêu, là chịu khó làm việc, lại có tính thương người. Thần thấy chỉ có hoàng tử Lang Liêu là có đủ tố chất để kế vị. Không biết trong cung có chuyện gì,
mà vua cha lại gửi giấy triệu tập các lang gấp, cầu mong là sức khỏe của vua cha vẫn tốt. Cuộc sống của Lăng Liêu cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nhận được lệnh vua phải vào cung. Ta đây tuổi đã cao, không còn sống được bao lâu nữa. Việc nước lại lớn lao, ta muốn tìm trong số các con một người ưng ý để ta sẽ truy ngôi cho người đó. Người nối ngôi không những tài giỏi mà còn phải có tấm lòng nhân hậu bao dung. Ta có ý thế này, cũng sắp Tết đến xuân sang, con nào bày cho ta một mâm cỗ ngon nhất, có ý nghĩa nhất để dâng lên cúng tổ tiên thì ta sẽ truy ngôi cho người đó. Ta sẽ đi lùng cho được những món sơn hào hải vị quý nhất thế gian để dâng vua cha. Còn em sẽ theo anh lên rừng xuống biển để giúp anh lên ngôi vua. Còn em định dâng vua cha những gì? Em không biết. Trong nhà em không có gì đáng giá. Cũng phải. Vậy thì thôi, đừng có tham gia nữa. Đồ ăn không ngon sẽ bị vua cha phạt đó. Vậy thì em đi nói với vua cha không tham gia nữa. Ê, đừng có phiền đến vua cha. Ngày đó em không mang đồ đến là được. Ừ, xin phép hai anh em về quê. Chạy! Con ơi! Mẹ! Mẹ về rồi! Ta biết con đang rất lo lắng vì chưa biết chọn gì dâng vua cha trong dịp lễ tuyển chọn sắp tới. Con nè, trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Gạo là thức ăn nuôi sống con người chúng ta. Con có còn nhớ những món bánh trước đây mẹ con ta từng làm không? Dạ, con nhớ. Tốt lắm! Mẹ tin là con sẽ làm được những chiếc bánh ngon nhất dâng lên vua Hùng. Thì ra là mơ. Chắc cậu không nhớ tôi. Hồi nhỏ tôi đã được cậu chữa trị và băng bó vết thương cho. Hậu có thể giúp tôi thoát khỏi cái hố này không? Anh tìm ai thế? Sao em lại ở đây? Giờ anh đến nhà em làm gì? Em thật kỳ lạ. Chúng ta là huynh đệ, đến nhà thăm nhau thì đã làm sao? Em không mời anh vào nhà sao? Dù sao em cũng là một hoàng tử, sao có thể ăn ở đơn sơ như vậy? Đúng là trong nhà chẳng có gì quý giá hết. À, trong nhà nông có lúa gạo, hai anh có cần thì em đong cho một ít về dùng. Thôi thôi, không cần đâu. Em lo nghỉ đi. Anh về lo thứ ngon vật lạ cho cha. Vậy mời anh hai, em không tiễn nhé. Mẹ ơi, con nhớ lời mẹ dặn. Con sẽ cố tạo ra món bánh chứa được tình thương của đất mẹ bao la. Em đã chăm chỉ thám thính cho anh cả rồi. Lang Liêu thoát khỏi khu rừng đó, nhưng chỉ ở nhà ngủ, sau đó là nấu ăn, không đi mua cái gì quý giá hết. Tốt, vậy là nó chịu bỏ cuộc rồi. Anh dâng cha món gì mà thịnh soạn vậy? Thưa cha, đây là món canh yến quyết hầm nhân sâm, ngàn năm quý hiếm bậc nhất nước ta. Con đã cất công đi lấy từ vùng núi xa xôi hiểm trở, con xin dâng người ạ. Được lắm.
Thưa vua cha, con xin dâng người món cá mọc đại dương. Để có được món này, con đã cùng gia nhân dông thuyền đi rất xa mới lấy về được đó ạ. Cảm ơn con. Sao Lăng Liêu chưa tới dâng món ăn? Em ấy có nói nhà chẳng có thứ gì quý để dâng ạ. Thưa vua cha, con đến muộn, mong vua cha thứ tội. Một ngày trọng đại như vậy, sao con lại đến trễ? Thưa vua cha, hôm kia con bị những mũi tên lạ tấn công trong rừng nên không thể về nhà. Hôm qua con mới bắt đầu chuẩn bị, do phải đợi bánh chín nên con đến muộn. Món bánh dân vua cha vẫn còn nóng đây ạ. Thôi được rồi, con chuẩn bị món bánh gì mà những hai ngày mới xong? Đâu, mau mở ra cho ta xem đi. Thưa cha, đây là món bánh làm từ gạo nếp ạ. Cái gì? Làm từ gạo nếp? Sao em lại chọn cái thứ tầm thường như thế để làm món dân cổ cho vua cha chứ? Thưa cha, gạo nếp không phải sơn hào hải vị gì quý hiếm, nhưng nó lại là thứ quan trọng và thiết thực đối với con người. Vì vậy, con chọn nó để làm thành những chiếc bánh này. Hoàng tử Lăng Liêu nói đúng lắm. Nếu không có gạo thì chúng ta không thể sống được. Bánh này kết hợp mùi thơm của nếp và đậu xanh, thêm bên trong hành củ, thịt heo, bên ngoài được gói bằng lá dong, tạo nên sự kết hợp của đất mẹ. Đất mẹ thương con người nên cho hạt lúa, trời cha cho lửa sưởi ấm, mưa thuận gió hòa. Hay, hay lắm. Một món bánh được làm từ những thứ rất dân dã nhưng lại vô cùng thiêng liêng. Để ta ăn thử xem vị của nó thế nào. Chà, một hương vị vừa lạ vừa quen nhưng lại rất đậm đà khó quên. Nào, mời mọi người cùng thưởng thức. Ai dạy con làm được loại bánh này? Con đã đặt tên cho bánh này chưa? Dạ, con chưa đặt tên. Bánh này con được mẹ dạy làm, nhưng lúc làm với mẹ chưa có hình dạng cụ thể. Lúc thì hình này, lúc thì hình kia. Này con thật nghĩ, hình vuông tượng trưng cho mặt đất màu xanh, hình tròn tượng trưng cho bầu trời trắng và mịn. Vậy ta sẽ đặt tên giúp cho con. Bánh chưng là hình vuông, bánh dày là hình tròn. Mỗi năm đến Tết, dân ta sẽ làm bánh dày dâng lên tổ tiên đất trời. Ta tuyên bố hoàng tử Lăng Liêu thắng cuộc. Cũng kể từ đó, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì trong người dân, mỗi gia đình đều quây quần bên nhau làm bánh chưng bánh dày để dâng lên cúng tổ tiên và trời đất. Truyền thống đó còn lưu truyền mãi cho đến ngày nay. Từ kinh thành, ông Anatol trở về nhà sau khi giúp đức vua dẹp giặc. Ông nóng lòng để gặp lại người vợ trẻ đang mang thai. Ông vui sướng nghĩ tới cảnh vợ chồng ông chào đón đứa con thân yêu. Ôi, ta đã gần đến nhà rồi. Chỉ một đoạn ngắn nữa thôi, ta sẽ gặp lại Anna. Nàng sẽ pha nước ấm cho ta uống. Sung sướng làm sao. Chào bà, để tôi giúp bà. Bà về đâu? Mời bà lên xe, tôi đưa bà đi. Dạ, tôi không dám làm phiền ngài. Chiếc xe của ngài đẹp quá mà áo quần của tôi dơ dai vậy. Không sao, không sao bà ơi. Con suối này đổ dốc quá, xe ngựa băng qua sẽ bị lật. Tôi cõng bà nha. Cô lên. Nhà ta ở dưới chân núi, răng lên sắp đến kia rồi. Nhưng phải đi qua cái bãi quan kia nữa. Ngài còn trẻ, lưng thẳng chân cứng. Cố lên nha, rồi cái gánh nặng này sẽ được đặt xuống thôi. Ta biết ngài là công tử, không quen mang vác nặng, nên về tới nhà ta sẽ thưởng công cho ngài xứng đáng. Ôi bà lão tội nghiệp kia, sao bà có thể nói ngược như vậy chứ? Bà có gì mà nói thưởng công cho ta? Ngài thấy nhà ta nghèo quá phải không? Thú thật, gia tài của ta chỉ có 2 cây hoa và 2 con ngỗng này thôi. Ta tặng ngài hết đó, không được từ chối nghe. Ta biết ngài đang vội về nhà mà vẫn chịu cực khổ cõng và mang vác giúp ta.
ngài thật là tốt bụng. Dạ, nhưng tôi chỉ xin nhận 2 cây hoa thôi ạ. Sao có thể lấy hết gia tài của bà được? Ngỗng rất cần, vừa bầu bạn, vừa giữ nhà. Nhà ta có chi đâu mà cần giữ, ngoài cái lưng còng của ta. Thôi, đừng ngó quanh ngó quẩn làm gì. Cái lưng người vốn nó phải còng. Chàng về trễ vậy? Em đợi rất lâu. Đã có chuyện gì trên đường phải không? Chàng đã giúp những ai? Nàng đúng là hiểu lòng ta. Trên đường về ta gặp một bà già lưng còng rất tội nghiệp. Trời lại tuyết, rất lạnh và trơn trượt, nên ta cõng và xách đồ đạc giúp. Nào ngờ nhà bà ấy xa quá, ta rất sốt ruột vì trễ hẹn với nàng. À, ta có quà cho nàng. Bà ấy tặng cho ta 2 cây hoa hồng. Ôi, 2 cây hoa đẹp như nhau, nhưng chúng mới có nụ thôi, chưa ra hoa nào. Vài ngày nữa chúng sẽ nở mà. À, cũng vài ngày nữa nàng sinh con có phải không? Nếu hoa kịp nở thì hay biết mấy. Ta thích sẽ có đứa con gái đẹp như hoa hồng. Dạ, chắc thế nào cũng kịp à. Bà ơi, hôm nay bà về sớm đó, tụi cháu mong bà ghê. Thì nhờ có ngài nhà giàu tốt bụng đó đưa bà về. Bà ơi, bà là bà tiên, sao hàng ngày cứ đi làm lụng cực khổ chi vậy bà? Bà chỉ cần quá phép là được. À, mà bà ơi, đã đến giờ quá phép rồi đó bà. Này, hai con nhìn lại đi. Đó là ngôi nhà của người tốt bụng lúc sáng. Ông ta có một người vợ sắp sinh con. À, bà ơi, con thấy 2 cây hoa của mình kìa. Con cũng thấy, con cũng thấy. Ôi, họ cần 2 cây hoa ghê. Vậy, áo trắng có muốn xuống trần gian chơi không? Ta sẽ cử con về làm con gái của ông ấy. Con sẽ sống một cuộc đời vui vẻ nếu con cũng tốt bụng như ông ấy. Dạ muốn ạ. Con xin nghe lời bà tiên. Bà ơi, con cũng đi nữa. Sao con lại không được đi? Bà cho con đi chung với áo trắng mới công bằng chứ bà. Để ta nghĩ coi. À, 2 đứa đi cũng được, cho có chị có em. Hai con hãy nhớ những gì ta dặn. Trần gian không phải là thiên đường, nên sẽ xảy ra rất nhiều chuyện bất ngờ. Nhưng luôn luôn phải giữ gìn sự lương thiện và làm điều tốt cho mọi người. Đây, thịt ta vừa hầm xong, rất mềm ngon. Nàng ăn nha. Ăn xong, ta sẽ đi chuẩn bị giường nệm rồi mời bà đỡ tới cho nàng. Ta nghĩ trong đêm nay nàng sẽ sinh con. Ôi, ta vui quá. Vâng, em cũng vui sướng như chàng. Hơi hồi hộp nữa. Không biết chúng ta sẽ có con trai hay con gái. Em ước sẽ sinh một đứa con trai giống hệt chàng. Chó sói! Chó sói! Chó sói bắt con tôi rồi! Xin hãy cứu con tôi! Ha! Chó sói tới! Dân làng gặp nguy hiểm rồi! Ta đi đây! Nàng mau đóng cửa lại! Chờ ta! Ta sẽ về liền! Ôi! Ông Anatol đã cứu em bé an toàn rồi! Mừng quá! Mừng quá! Vì con sói đang giác đứa bé nên ta không thể bắn nó. Ta phải đuổi theo, lao vào nó để cứu đứa bé, nên nó làm ta bị thương. Ôi, vết thương nặng quá. Để em băng bó cho chàng. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc. Ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Nàng có nhớ lời ta dặn không? Em ơi, 2 chậu hoa kia rồi. À.
nhiều bướm đẹp quá nè. Thôi, em đói bụng rồi, không chơi nữa. Chúng ta về nhà đi, em sợ mẹ trông. Ôi, hôm qua ham chơi mà bữa nay ngoan ghê. Hôm qua, nắm tay chị, chúng ta không rời nhau suốt đời chúng ta. Hay, hay lắm, hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Cây quá vậy, nó dùng ở nhân nhà được kìa. Công chúa hay tiền đó nha. Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy đó. Bà Tuyết ơi, chú gà trống ngậm cọng rơm chứ không phải khúc cây. Đúng rồi, chị cũng thấy vậy đó. Đế con kia, sao ngươi dám nói ra bí mật phép ảo thuật của ta? Dạ, thưa cô, không sao ạ. Chúng cháu chỉ nhìn thấy vậy thôi, không nói cho ai biết đâu ạ. Nhưng ta không hài lòng vì các ngươi, ta sẽ cho gà trống ngậm khúc cây thật, nó sẽ chịu sự nặng nề đau đớn. Xin cô đừng làm vậy, tội nghiệp gà trống lắm. Nhưng ta không thích sự thông minh của các ngươi. Xem nè, gà trống sẽ bị thương ngay lập tức. Trời, sao nặng quá vậy nè? Sao cứng và nặng quá? Miệng của ta đau quá, đau quá. Vì có người nhìn thấy phép thuật của ta nên ngươi phải lãnh đủ. Thôi, ta đi đây. Ngươi cứ nằm đó, khi nào hết đau thì tự ngồi dậy nha. Hai cô xem tôi biểu diễn hả? Xin lỗi hai cô, tôi đang diễn nửa chừng á thì cô phù thủy quăng khúc cây mới nặng quá. Tôi bị thương rồi. Ôi, đau ơi là đau. Xin lỗi anh gà, tại vì chúng tôi đã chọc giận cô phù thủy. Nhưng anh gà hãy vui lên, vì anh đã cố gắng hết sức trổ tài biểu diễn cho mọi người xem vui vẻ. Anh gà đừng lo, chúng tôi chữa bệnh cho anh nhé. Anh khỏe rồi, cứ đến ở nhà chúng tôi, mẹ chúng tôi sẽ yêu quý anh lắm. Nàng à, móng vuốt của con sói rất độc, ta sợ khó sống để chờ con mình ra đời. Xin lỗi nàng vì không có ta trong lúc sinh con. Không chàng ơi, chàng phải sống, con rất cần chàng. Nàng hãy nhớ kỹ lời ta dặn, phải dạy con biết thương yêu và giúp đỡ mọi người, dù có gặp thử thách hay chuyện không hay đi nữa. Đó là điều quý giá nhất mà con người có thể làm được trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Ta thương nàng và con vô cùng, nên ta sẽ không đi đâu xa. Ta sẽ là chim xanh ở bên cạnh nàng. Chàng ơi, các con sắp về rồi. Hai cô gái xinh đẹp của chúng ta không ngày nào không nhắc đến cha của chúng. Mẹ! Ôi, sao hai con có chú gà này? Chú làm sao mà bị thương dữ vậy? Đây là chú gà làm xiếc, bị cô phù thủy phạt bị thương. Mẹ ơi, mình sẽ chữa bệnh và nuôi chú nha mẹ. Lỗi tại con, làm cho cô phù thủy nổi giận. Con sẽ chăm sóc chú gà này thật tốt. Mẹ ơi, sau khi ăn tối, mẹ lại kể chuyện của ba cho chúng con nghe nhé. Dĩ nhiên rồi, hai cục cưng của mẹ. Mẹ sẽ kể tiếp về người anh hùng của chúng ta. Công tước Anatol là một chàng trai tuấn tú. Chàng thích thể thao, bơi lội, săn bắn. Cuộc sống của chàng rất vui vẻ. Một hôm vào đường đi săn bắn, chàng gặp một chú lùn đang cố gắng hết sức kéo một chiếc xe to có mẹ chú bệnh nặng đang nằm. Chào chú trông bé tí vậy mà kéo chiếc xe to và nặng quá. Chào chàng trai, lão đang bệnh, đau quá. Mẹ của em bị bệnh anh à, giờ em đưa mẹ em ra khỏi rừng để đến nhà thầy thuốc. Để tôi giúp chú cõng mẹ tới nhà thầy thuốc, mình đi cho nhanh nha. Thôi nguy to, sói dữ,
Nếu ta đặt bà lão xuống để lấy súng bắn nó thì nó sẽ xông vào cắn bà lão. À, có cách rồi. Nè, chú cầm cái này giơ cao lên và chạy về phía đó. Dạ dạ, hiểu rồi. Thật cảm ơn ngài đã cứu chúng tôi. Dạ không có gì, bà đừng lo lắng. Giờ thì ta tiếp tục đi tìm thầy thuốc nha. Đó, ba các con là người như vậy, gần như ngày nào ông cũng giúp người khác. Thôi, các con ngủ ngoan nhé. Hình như là có ai đến. Sao không gõ cửa? Hôm nay mẹ đi thăm dì Alice bị bệnh, chiều mới về. Thức ăn mẹ đã nấu sẵn. Hai con biết ở nhà phải làm sao rồi chứ? Dạ, chúng con sẽ rất ngoan. Mà mẹ đi cẩn thận đó mẹ ơi. Nên lớp học mở cửa trở lại. Các bạn trật tự nhé. Chúng ta phải học rất nhiều bài bù cho những lúc lớp đóng cửa vì mẹ Anna. Ở nhà suốt ngày ha. Dạ, chúng em chào cô. Nhưng lâu quá em quên hết bài vở rồi. Nhưng rồi chúng ta đang học thì mẹ Anna về hay có khách tới thì sao cô? Im lặng, im lặng. Các trò muốn nói gì phải đứng lên và giơ tay, không được tự ý ngồi tại chỗ. Nói gì thì nói. Các em còn lại ngoan nhé. Bạn thở tay dài bị cô Hồng Hoa phạt rồi đó. Cơm ơi, em đau quá. Phản đế cơ giáo xách tay học trò. Tại vì tay em vừa dài vừa ngút ngoắt, em lại nói chuyện trong lớp rất nhiều nữa. Con là ai? Nhất định không phải là mẹ đâu. Mẹ sẽ gọi chứ không có gõ gõ như vậy. Chắc là khách quý đây. Xin lỗi, đây có phải là nhà của bà Anna không ạ? Xin lỗi, ai ngoài đó hả? Tôi là Lùng. Tôi đến để cảm ơn ông Anatol cùng với phu nhân. Ông ơi, ông quen với cha tôi sao? Đúng vậy đó, cô bé à. Cha của cô bé đã cứu sống mẹ ta, nên hôm nay ta đến đây để cảm ơn. Ta ở xa lặn lội tìm hoài, rồi mới chuyển nhà về khu rừng gần đây. Ông ơi, nếu ông là khách, hãy cho chúng tôi xem giày của ông. Chúng tôi phải biết rõ, đó không phải là lần cho sói. Đúng rồi, đúng rồi. Cho xem giày, cho xem giày. Ôi, một đôi giày bé xíu, đẹp quá. Vậy là giày của người rồi, không phải chó sói. Ta mở cửa nha. Phải đâu, phải đâu. Mở cửa. Trời ơi. Khoan đã, mẹ đã dặn bất cứ ai gõ cửa cũng không mở mà. Hãy mở cửa cho tôi vào với. Tôi không phải là người xấu đâu. Không sao đâu Hồng Hoa. Vậy ta mở hé hé thôi nhé. Nếu là người xấu thì ta sẽ sập cửa lại ngay. Nào các bạn, chuẩn bị giúp tôi nhé. Phải đó, lại ngay. Ơ kìa, người là ai mà bé tí vậy? Lại có râu nữa. À, ta là ông Noel của người Lùng, nên có để một ít râu. Tên của ta là Nota. Các bạn nhỏ đừng có sợ. Ta đến đây để cảm ơn ông Anatol cách đây nhiều năm đã giúp đỡ mẹ con ta. Nhưng ta nghe người làng nói ông Anatol đã mất rồi, ta buồn lắm. Ông Anatol ơi, tôi đi tìm ông vất vả suốt nhiều năm nay,
mẹ tôi biểu nhất định phải gặp ông để cảm ơn ông. Vậy mà bây giờ ông đã đi rồi. Tôi chỉ gặp được hai đứa con gái dễ thương của ông thôi. Tôi nhớ ông nhiều lắm, ân nhân của mẹ con tôi. Thôi, chú Nô Ta đừng buồn. Mẹ chúng cháu hay kể cho nghe về chú. Bây giờ mới được gặp. Hay quá, hay quá. À, hay là hai cô đi với ta tới thăm mẹ ta một chút nghe. Bà ấy sẽ rất vui mừng khi gặp được con gái của người ơn đó. Không được đâu ạ. Mẹ đã dặn phải trong nhà, không được đi đâu vì ra ngoài rất nguy hiểm. Chị ơi, em muốn đi thăm mẹ của chú Lùng, muốn coi bà ra sao, có giống như chú Lùng hay không. Mình đi một lát rồi về. Mẹ về, ta sẽ tha hồ kể chuyện cho mẹ nghe. Nha chị, nha chị. Chú Nô Ta ơi, chắc chắn chiều nay mình về nhà nhé. Không thì mẹ sẽ lo lắm đó. Thế là Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai cô bé ngoan đã lên đường bước vào cuộc phiêu lưu nho nhỏ với chú Lùng khách quý. Hai cô đi tìm dấu vết lòng tốt của cha mình, người cha luôn sống trong lòng hai cô qua những câu chuyện kể. Bạch Tuyết, Hồng Hoa, các con đâu rồi? À, mẹ ơi, chúng con đi dạo một chút. Wow, trông thật mát quá. Chú Nô Ta ơi, gần tới nhà chứ ạ? Mọi người ngồi nghỉ một chút nha. Nhà tôi ở đầu con suối này nè, sắp tới nơi rồi. Mệt và đói. Các bạn ơi, kiếm cái gì ăn đi. Nó ở nhà với mẹ rồi đã không bị đói rồi. Đúng là heo lười, phải ráng tới nơi mới có cây ăn chứ. Thấy mấy chú khỉ không, lúc nào cũng tươi vui nhanh nhẹn kìa. Thôi chào, chưa gì hết mà coi thỏ rung rồi, đúng là thỏ đê. Kể tôi, chị Hồng Hoa ơi, cho em núp sau áo đầm của chị nha. Trật tự, để tôi ra coi sao. Mọi người ơi, có một con gấu to lắm đang giật một con nai. Nhưng thấy tôi chắc nó sợ nên bỏ chạy rồi. Hai cô bé ơi, ta thấy gấu to lớn và nguy hiểm, nhưng hình như gấu đã nhận ra hai cô thì phải. Sao? Chú nói sao? Chúng cháu đâu có quen gấu. Ta thấy vậy mà. Ta ở trong rừng nên hiểu khi có chuyện gì đó vui vẻ, con vật sẽ tha chết cho con mồi. Gấu tha cho chú nai tội nghiệp kia, có lẽ là vì các cô đó. Cháu không tin đâu. Dạ, chuyện khó tin, cháu cũng không tin. Nhưng trước hết, chúng ta phải xem chú nai có bị thương gì không đã. Chàng ơi, lần đầu tiên các con bỏ đi mà không xin phép trước, đến giờ này vẫn chưa thấy về. Em lo các con sẽ gặp nguy hiểm. Các cháu chính là con gái của người ơn đã cứu ta năm xưa. Này, các cháu lại đến thăm ta. Các cháu giống cha như đúc. Ta mới thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Cảnh vật và con người ở đây thật tuyệt. Nhưng chắc chúng cháu phải về trước khi trời tối. Cháu lo mẹ cháu ở nhà trông đợi. Đúng rồi. Cháu biết lo cho mẹ rất hiếu thảo. Cùng nhau ăn uống xong rồi về ha. Bà ơi, hôm nào chúng cháu đưa mẹ đến thăm bà nhé. Vậy thì quý báu quá. Ta mong lắm. Thôi, trời sắp tối rồi, hai cháu về cẩn thận. Nô Ta, đưa hai cháu về đi con. Dạ, chúng cháu nhớ đường rồi, sẽ tự về được ạ. Ta vừa làm xong bánh mì bơ mứt nóng hổi, hai cháu mang về, nói rằng ta biếu mẹ nha. Ta đi tè, ta đi tè.
Hôm qua nhìn kìa, những ngôi sao lấp lánh như nháy mắt với chúng ta vậy đó. Và mây nữa. Bạch Tuyết thấy không, mây mỏng tan như kẹo đường vậy. Ông ơi, ông sao vậy? Hình như ông không phải người ở đây. Cháu chưa gặp ông lần nào hết. Ông ơi, ông bệnh hay sao mà run dữ vậy? Hai chị ơi, chắc ông ấy đang đói đó. Ta đói và mệt lắm. Ta bị một người xấu đánh đuổi, lại bị chó dữ của họ cắn. Trời ơi, ta đúng là xui xẻo mà. Chúng cháu có bánh mì nóng đây, mời ông ăn ạ. Không chịu, không chịu. Đây là bánh mà lão tặng cho mẹ ba mà. Chúng em cũng muốn ăn nữa, cũng không dám xin. Sao chỉ cho người lạ? Các bạn không làm ồn nha. Mình vừa ăn no nê ở nhà chú Nô Ta rồi. Ông đang đói nên phải dành cho ông. Chị giải thích với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ đồng ý. Ông đừng để ý nha. Các bạn rất tốt, chỉ hơi tham ăn chút thôi. Vậy ông ăn cho đỡ đói ông ạ. Ôi trời ơi, ông cảm ơn. Cảm ơn hai cô tiên nhỏ của ông. Tạm biệt ông, chúng cháu phải về nhà. Mẹ đang mong lắm. Bạn ơi, sao bạn khóc vậy? Bạn ở đâu đến đây phải không? Tôi thấy bạn không quen. Dạ, tôi ở làng bên, làm công cho nhà giàu. Hôm nay tôi đi chăn cừu, mẹ lạc mất một cơn. Chủ tôi lấy hết quần áo, chỉ đưa cho tôi mấy miếng dẻ rách này khoác vào người và đuổi tôi đi. Tôi lạnh lắm, gió thổi mạnh quá, tôi đầu trần nên đau đầu lắm. Vậy bạn đội mũ này đi, mình tặng bạn đó. Chúng mình sắp đến nhà rồi, mình chạy ù vào nhà có lò sưởi ngay, nên bạn đừng ngại nha. Áo của mình nữa nè, bạn đừng ngại, mẹ mình không la đâu, sẽ mang ngay áo mới cho mình đó mà. À, còn giày nữa nè, bạn mang vô và lau nước mắt đi, bạn sẽ đẹp như công chúa luôn. Ơi chị Hồng Hoa ơi, chị chờ em một chút, em sẽ lấy lòng mái áo cấp tóc cho chị nha. Hồng Hoa, lại đây, chị ôm em cho đỡ lạnh. Bạn cho mình nhiều quá, bạn không còn gì hết sao? Bạn ơi, bạn cứ mặc áo của mình đi nhé, mình tặng bạn đó. Ôi da, ôi gì? Ôi da, cô bé kia đi đâu mất rồi? Một ngày phiêu lưu thật đáng nhớ của Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Một trận mưa vàng đã rơi xuống chỗ hai cô bé. Không ai nghĩ mình cho đi lòng tốt sẽ nhận được vàng, nhưng có thể lắm chứ. Những đồng vàng lấp lánh đẹp quá. Hồng Hoa ơi, lần đầu tiên chị thấy đó. Ủa, cô bạn kia đâu mất tiêu rồi? Mình tặng bạn những đồng tiền này đi. Bạch Tuyết và Hồng Hoa, hai con giỏi lắm. Ta vừa xuống thăm hai con đó. Thôi, tạm biệt tất cả, cố gắng làm thêm việc tốt nữa nha. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Mẹ. Ồ, các con mang những thứ gì về vậy? Cạp, ôi nặng quá mẹ ơi, con cầm không hết, rơi rớt ngoài đường nhiều lắm mẹ ơi. Là những đồng tiền vàng bà tiên đã cho chúng con đó mẹ. Các con biết không, những đồng tiền vàng này á không phải của mình đâu. Bà tiên muốn chúng ta thay mặt bà ấy đem cho những người kém may mắn hơn chúng ta đó. Ngày mai chúng ta sẽ mang cho những trẻ em mồ côi, để người đang nhận nuôi chúng có tiền mua sữa, mua sách cho chúng đi học. Mẹ không phạt các con vì các con biết làm việc tốt, nhưng không được đi đâu mà không xin phép mẹ. Các con có hiểu không? Dạ, thưa mẹ, mẹ chúng con hiểu ạ. Em đã coi kỹ chuồng thỏ, chuồng heo, chuồng gà, chuồng vịt chưa? Mẹ nói dạo này có thỏ rừng, cáo to hay về làng lắm đó. Dạ, em coi kỹ rồi. Còn chốt hết các cửa chuồng lại nữa đó chị. Hai con nhanh tay lên nha. Mình đem cà rốt vào kho cất, chứ không thì thỏ rừng kéo ra ăn hết. Tội nghiệp thỏ rừng bị đói. Mình chừa lại cho tụi nó một ít nha mẹ. À, hai mẹ con nhà này đang nói về họ hàng nhà mình. Sao? Mình có phá phách gì chứ? Cà rốt nhiều quá, tụi mình phải ăn chỗ này chút, chỗ kia tí. Coi củ nào ngọt, củ nào ngon.
Nhưng hai cô bé xinh đẹp kia mà đi trồng cà rốt thì ổn quá ha. Phải chi ta đem được các cô ấy về làm vợ ta. Để nghĩ cách coi. Em no chưa? Trời tối rồi, cẩn thận nhé. Không Thỏ Trừng lại tới ăn hiếp em. Dạ, cảm ơn cô giáo. Chúc cô ngủ ngon. Đáng yêu quá. Ta sẽ dụ các cô bé này về hang ta. Hãy đợi đấy nha. Các ngươi đã đến đủ chưa? Có đem theo vũ khí chi không? Ôi, quân mình đánh nhau giỏi lắm. Gì chứ, cả khu rừng này anh còn lạ gì nhà Thỏ đánh thuê chúng tôi nữa. Vậy tốt rồi, nhưng ta nói trước nha. Quân ở đây lộn xộn lắm. Heo thì lười, gà trống thì đi ngủ sớm rồi. Dịch thì không biết đánh nhau. Chỉ có con Thỏ Đế có thể sai khiến được. Nhưng chỉ sợ chúng là sùm sớm làng đến thôi. Yên chí, chúng tôi đã ra tay thì chắc như bắp. Mấy con Thỏ Đế trong nhà có ăn thua chi. Nhưng mục tiêu của ta là mang được hai cô chủ về, ngươi nhớ chứ? Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ôi, hình như có tiếng bọn trộm đến. Thôi chết ta rồi. Với tên Thỏ Đế này, chúng ta kết thúc không đầy 30 giây. Tôi xin gác nghề tha mạng. Các anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm hết. Ta sẽ bắt các ngươi làm con tin để hai cô chủ của nhà ngươi đi theo ta về rừng. Đó, heo con thức dậy rồi. Nhưng mấy ông đừng lo, tôi sẽ dẫn mấy ông qua nhà nó. Ôi, thấy ông ơi, phía sau có địch kìa. Tên Thỏ Đế phản bội kia, không ngờ các cô giáo nuôi dạy ngươi đã nuôi nhầm một tên hèn nhát rồi. Các em nhỏ bị bắt về nhà ta hết rồi. Hai cô muốn cứu chúng thì đi theo ta mau lên. Nếu chậm trễ, chúng sẽ bị cha con cáo ăn thịt hết đó. Chúng ta sẽ đi theo ngươi. Thật tội nghiệp những con vật của nhà ta. Nhưng ta có thêm một điều kiện nữa. Một trong hai cô phải chịu làm vợ của ta mới được. Làm vợ Thỏ Trừng. Người thật xảo quyệt và vô phép. Mình cứ đi theo hắn đi chị. Em có cách rồi. Vô đây, hai cô vô đây. Các bạn nhỏ nhà bà Anna ơi, hai cô giáo tới nè. Nếu một trong hai cô đồng ý làm vợ ta, ta sẽ thả cô kia và cả đám nhóc vô tích sự này về. Còn nếu không đồng ý á hả, Thì sao? Thì ta sẽ nộp những con thú này cho cha con cáo. Nè nha, thịt thỏ nhà, gà vịt heo nhà phải ngon hơn thịt rừng rồi. Biết chưa, cô giáo nhỏ? Dạ rồi. Cả hai cô cũng sẽ bị lạc trong rừng, không thể về với mẹ Anna đâu. Dân, ông Thỏ Trừng ơi, tôi đồng ý làm vợ ông. Nhưng ông thả chị tôi và các em kia về trước đã. Tôi ở đây với ông là được rồi. Ông đưa họ ra bìa rừng đi, tôi ở đây chờ ông về. Cô nói thật nha, chúng ta sẽ làm đám cưới ngay, cô chịu không? Khách mời đông lắm, đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Đây sẽ là đám cưới to nhất trong khu rừng này luôn. Ôi, đám cưới tuyệt đẹp của ta ơi. Hả? Cái gì đây? Cô gái lấu cá kia đâu rồi? Chị ơi, chờ em với. Ôi da. Thì ra, chỉ là giấc mơ. Sao, vợ Thỏ? Đêm qua em mơ thấy gì? Chị cứ chọc em hoài. Giấc mơ bị bắt làm vợ Thỏ từ hồi não hồi nào rồi. Buổi sáng tốt lành. Chúc các con gái của mẹ luôn hạnh phúc. Chúng ta cùng đi làm bữa sáng nào. Trong giấc ngủ bé thơ, hôm qua có một giấc mơ kỳ lạ. Để giải cứu Bạch Tuyết và các con vật trong nhà, cô bé suýt biến thành vợ của Thỏ Rừng Chúa. Nhờ sự thông minh, cô thoát khỏi rừng về nhà. Thấm thoát,
Hai cô gái nhỏ đã lớn, trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp nhất làng. Bà Anna rất hạnh phúc vì điều này. Mẹ ơi, hai cây hoa hồng nhà mình hôm nay nở hoa to lắm. Lúc con ra hái, sương tinh khiết còn động trên cành thật long lanh. Các con đã khôn lớn, có thể tự đến kinh thành để mang thư và quà của mẹ cho bác của con. Sắp tới là sinh nhật của bác con. Bác là anh trai của cha các con. Từ ngày cha các con mất, bác chăm lo cho chúng ta từ sách vở đến học hành, đến hạt giống để gieo trồng. Mẹ yên tâm, chị em con sẽ gặp được bác để giao quà và thư ạ. À, ngày sinh nhật của bác mà thấy tụi con, chắc bác ngạc nhiên lắm. Mình có người bác thật tốt phải không em? Mỗi năm chị sẽ xin mẹ cho chị em mình đi thăm bác một lần. Dạ, bác cũng hứa bất diệt bác sẽ đến thăm mẹ con mình. Chị ơi, có một ngôi nhà màu đen. Em sợ mình đi lạc, vì mẹ dẽ đường cho chúng ta không có nhắc tới ngôi nhà màu đen này. Sao lúc đi mình cũng không thấy nó? Ngựa không chịu đi nữa, chắc là chúng khát nước. Chúng ta gõ cửa xin nước nha chị. Ai gõ cửa đó? Cứu tôi với! Tôi bị bà phù thủy nhốt trong này đây. Chị ơi, đây là ngôi nhà của bà phù thủy. Chúng ta tính sao đây? Hình như tiếng kêu cứu là một đứa bé. Có người kêu cứu mà chúng ta bỏ đi sao đành? Mình tìm cách cứu họ thôi em. Xin hãy nhanh lên, mụ phù thủy sắp về tới rồi. Ở phía sau có một cái giếng, hãy lấy nước cho ngựa uống, ngựa sẽ tìm thấy chìa khóa nhà. Vậy em chờ nhé. Tụi chị sẽ làm ngay. Hai cô gái xinh đẹp kia, các ngươi dám cả gan đến nơi ta ở? Ta là phù thủy ánh trăng đây. Ban ngày ta phải trốn dưới giếng nước vì mặt trời chói chang quá à. Bà ơi, chúng cháu chào bà. Gương mặt bà trong nước thật hiền hậu ghê. Con bé kia giỏi nịnh ta thôi. Ta biết là ta không xinh đẹp chút nào hết, nhưng ta thà không bắt tội ngươi, vì ngươi biết cách an nói an ủi cho nhan sắc trời bắt ta phải xấu. Cháu nói thật mà bà. Bà sẽ đẹp hơn nữa nếu bà thả đứa bé đang bị giam trong nhà. Nó đang khóc thê thảm lắm bà ơi. Ta cho phép các ngươi lấy nước cho ngựa uống và đi khỏi đây, nhưng các ngươi không được giải cứu thằng bé. Hãy rời khỏi nhà ta thật nhanh chóng. Bà ơi, bà nhốt đứa bé tội nghiệp đó làm chi? Bà cần gì, chúng cháu sẽ giúp bà. Bố mẹ nó sẽ lo lắng lắm. Bà thả nó ra nha bà. Ta có lý do riêng của ta. Các ngươi không cần tọc mạch tò mò. Mau lấy nước và giải tán ngay trước khi ta nổi giận nha. Dân, chúng cháu đi ngay. Xin chào bà. Xin chào bà. Cảm ơn bà vì cho nước uống hả? Bà ấy nhất định không thả đứa bé. Chúng ta phải nghĩ cách cứu nó thôi. Để em nghĩ coi. À, có cách rồi đấy chị. Trời chưa tối nên bà ấy còn ở dưới giếng lâu. Chúng ta xem làng xóm quanh đây có thợ khóa, sẽ nhờ họ giúp. Hôm qua ơi, em thấy móng ngựa không? Lúc nãy chị để ý cái ổ khóa nhà bà ta giống hình cái móng ngựa. Chúng ta thử nhé. Bạch Mã ơi, em đưa chân vào ổ khóa nha. Chân Bạch Mã không vừa rồi. Hồng Mã, tới đây nào. À, cửa mở rồi. Cảm ơn hai chị và hai chú ngựa nữa. Em thoát rồi. Em đừng la to. Bà phù thủy ở ngoài giếng sẽ nghe thấy. Nhà em ở đâu? Leo lên ngựa, hai chị đưa về. Nhanh lên. Chú bé ơi, em tên gì? Nhà em ở đâu? Andre, nhà em to quá, em vô đi. Chào em, chúng ta đi nha. Hai chị ơi, cảm ơn vì đã cứu em. Em muốn mời hai chị vào trong nhà chút được không? Vào đây, hai chị sẽ hiểu tại sao bà phù thủy lại bắt cóc em đem về nhà bà ấy. Em thấy ngôi nhà này có vẻ khác thường, chúng ta vào thử chị nhé. Hai chị đừng sợ, họ không làm hại hai chị đâu. Họ chào mừng em đó. Nhưng họ là ai vậy em? Vì sao họ đứng yên và chỉ di chuyển ở phía sau em?
đây là tòa lâu đài của ba mẹ em. Anh của em cũng ở đây, nhưng anh ấy bị bà phù thủy ánh trăng biến thành một quái vật sư tử hình người hung dữ. Những người hầu và đồ vật quá sợ hãi nên đứng yên. Họ cứ đứng như vậy mỗi khi em vắng nhà. Vì sao bà phù thủy lại biến anh ấy thành người ngợm như vậy? Bà ấy vốn là một cô gái xinh đẹp, bị một mụ phù thủy khác biến thành xấu xí và trao phép thuật cho bà ấy đi hại người khác. Bà ấy biến anh của em thành quái vật chỉ vì muốn thử phép, coi phép thuật của mình đến đâu, chứ không thù ghét gì cả. Hai chị biết không, thế giới này nhiều phù thủy lắm. Tội nghiệp anh của em quá, biết làm sao bây giờ, chúng tôi có thể giúp gì được không? Bà ấy hối hận nên tìm đến đây bắt em về nhà bà ấy. Vì bà ấy nghe nói nếu có một đứa trẻ trong nhà, bà ấy sẽ điều chế thành công thuốc giải cho anh của em. Vậy sao em không ở lại giúp bà ấy? Giúp bà ấy là giúp anh của em mà. Hai chị ơi, chỉ có tình yêu mới có thể biến anh em thành người trở lại, chứ không phải các loại thuốc độc nguy hiểm kia. Trời ơi, các ngươi thật là quá ồn ào. Ta nóng lòng coi thằng bé còn ở trong nhà không, ta sợ nó tìm cách cởi trói rồi thoát. Các ngươi ban ngày thì trốn mất tiêu, chẳng giúp ích gì được cho ta hết. Thưa bà bớt giận. Tôi trông thấy hai con ngựa to quá nên sợ lắm mà. Thân hình bé mọn của tôi làm sao đánh nhau với họ được. Thưa bà. Tha cho tôi đi bà chủ. Tôi tài hèn sức mọn mà. Tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Người biến ngay cho khuất mắt ta. Ta không thèm nói chuyện với đồ hèn nhát bẩn thỉu như ngươi. Ui ui, ham quá. Cút đi. Ôi, sao đời ta buồn thảm như thế này. Ta làm sao mà chế thuốc cứu con quái vật kia đây? Anh của anh Rê đâu? Sao anh ấy không xuống ăn tối với chúng ta? Anh ơi, em đã về đây. Mới đi có mấy ngày nhưng em rất nhớ anh. Hai chị đừng sợ, đây là anh Antoine, anh thứ hai của em. Nhà em có ba anh em, nhưng anh cả bị bà phù thủy mặt quỷ bắt cóc mất. Giờ em không biết anh ấy ở đâu nữa. Andre, ta mong ngươi về lắm. Em trai yêu quý của ta, ta muốn ôm em vào lòng, nhưng ta không thể làm vậy. Các ngươi đi ra mau, ta không muốn tiếp đón hay nói chuyện gì với các ngươi hết. Ông quê, ngươi không nghe ta nói sao? Xin chào ngài, rất hân hạnh được gặp ngài trong tòa lâu đài tuyệt đẹp đây. Thưa ngài, trời đã tối, chúng tôi đi lạc đường. Xin ngài cho phép chúng tôi được nghỉ nhờ ở đây một đêm, được không ạ? Dĩ nhiên là ta không thể từ chối những người gặp hoạn nạn. Nhưng giờ sau đây, ta sẽ giam các cô trong phòng khách. Ta không thể để cho ai biết ta đang ở trong tình cảnh như thế này. Ngài vừa nói sẽ giam chúng tôi sao? Đúng vậy. Hai cô đã bị bắt. Còn thằng em An Quê ngu ngốc này, nó đã lỡ đưa các cô đến đây nên sẽ chịu chung hình phạt với các cô. Này, các cô xem phòng khách đặc biệt của ta nha. Nguy rồi. Chị Bạch Tuyết ơi, chị đang ở đâu? Chim xanh, sao giờ này chàng chưa đi nghỉ? Anatol, sao hôm nay chàng có vẻ bồn chồn lo lắng thế? Anna, các con của chúng ta đang gặp nguy hiểm. Nàng hãy tìm cách cứu và che chở cho chúng. Em linh cảm các con gặp chuyện chẳng lành phải không chàng? Giờ phải làm sao đây? Ai đó, ai đến nhà tôi vào giờ này? Chị ơi, chúng ta đang ở đâu đây? Andre ơi, cái ông kỳ lạ đó có phải là anh của em không? Sao ông ấy ác vậy? Chúng ta đâu có làm gì ổng. Chị ơi,
Anh Antoine trước đây là người vui vẻ tốt bụng lắm. Chỉ vì bị phù thủy ánh trăng làm hại mà anh ấy tức giận và căm ghét mọi người. Chị cũng thấy như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ tìm cách thoát ra ngoài và làm quen với anh ấy nhé. Em chịu không? Ừ, đúng vậy đó. Hai chị hãy giúp anh ấy nha. Em cảm ơn rất nhiều. Chị ơi, trăng lên rồi kìa. Trăng đẹp quá. Ôi, em nhớ mẹ. Nhớ căn phòng ngủ ấm áp của chúng ta quá đi thôi. Chị ơi. Bàn tay của ai kìa? Ta đây nè, các nhóc con. Đừng sợ. Ta không làm gì hại các ngươi đâu. Ta tha tội bỏ trốn cho anh Gray luôn. Nào, ra đây nói chuyện với ta nào. Bà muốn nói gì? Bà nói nhanh lên. Bà không được vào đây nhé. Chúng tôi sẽ gọi an toàn đến để trị tội bà đã làm hại anh ấy. Ôi, phù thủy biết khóc kìa. Bà ơi, sao bà khóc vậy? Các nhóc nghe đây, ta biết các ngươi sợ và ghét phù thủy. Phù thủy là người biết phép thuật nên khác với người bình thường. Vì vậy, phù thủy cũng có người xấu và người chưa xấu như ta đây nè. Bà nói dối. Như bà thì sao? Bà đã hại anh tôi, lại còn bắt tôi đi nữa. Ta đâu có nói rằng ta là người tốt đâu. Ta chỉ nói là ta chưa xấu thôi mà. Trước đây, ta là một cô gái đẹp đâu thua chị hai cô này. Nhưng vì ham học phép thuật và dụng về nên ta trở nên xấu xí và còn hại Anton nữa. Bà ơi, bà đừng khóc nữa. Tôi tin bà rồi. Bà chỉ mắc sai lầm thôi và đang tìm cách cứu Anton, phải không? Đúng vậy. Ta thề có ánh trăng kia làm chứng. Ta đã tìm được thuốc giải độc cho Anton rồi. Ta tới đây báo tin, nhưng mọi người phải chờ thêm một ít lâu nữa mới được nha. Thôi, trăng tàn rồi, ta đi nha. Những ngày qua thật vui. Cảm ơn Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã không sợ người bạn xấu xí này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai con cưng của mẹ đã ngủ chưa? Thưa mẹ, chúng con sắp sửa ngủ đây. Chuyến đi đến kinh thành của các con ra sao? Bác các con có lời dặn dò nào cho mẹ không? Dạ, bác rất thương chúng con. Bác cho chúng con nếm thử nhiều món ngon vật lạ. Bác còn nói, sang năm bác bớt việc hơn, sẽ về đây thăm mẹ và chúng con. Mẹ, phòng khách có lạnh lắm không? Con đã thêm củi vào lò sưởi để mẹ ngồi đan áo, trũi có ngủ quên cũng không bị lạnh. Nhưng mẹ cũng nhớ đi ngủ sớm nhé. Thưa mẹ, con cũng đóng cửa kỹ lưỡng rồi. Mẹ cẩn thận, đừng đi ra ngoài nha. Tuyết đang rơi dày lắm. Hai con gái thiệt giỏi, ngủ ngon nha. Mơ thật đẹp nhé. Hôm qua sẽ mơ thấy hoàng tử đó mẹ. Em ấy hay mơ lắm. Như anh em Antoine và anh Ray đó, không biết giờ họ ra sao. Lâu quá chúng ta không biết tin gì về họ. À, em còn nhớ họ nói họ còn người anh cả không? Em nhớ. Mong cho họ được gặp lại nhau hả chị? Ôi, em nhớ khu vườn của tòa lâu đài đó biết mấy. Ngươi là ai? Ở đâu tới? Sao dám vào lãnh địa của ta? Ta đang ở đâu đây? À, nhớ rồi, lâu đài của anh Antoine. Chào André, chúng ta vẫn đang bị giam phải không? Giờ chúng ta phải làm gì? Chờ tôi một lát, tôi tìm đường thoát ra ngoài. Tôi nhớ có một con đường tắt ngoài khu vườn. Tôi sẽ đưa hai chị đi. André, nhớ giải thoát cho Bạch Mã và Hồng Mã nữa nhé. Hai chị ơi, cửa không khóa, chúng ta ra thôi. Ngươi dám mò vào đây để làm gì? Khai mau, nếu không ta sẽ giết. Ta không thích những người có hình thù xấu xí như ngươi. Ông chê tôi xấu, vậy chẳng lẽ ông đẹp sao? Coi kìa, ông không có giống ai hết á. Tên lùng, ngươi thật lâu cá.
Ngươi dám xúc phạm ta, ngươi phải chết. Anh An Toàn, anh có sao không? Để em cõng anh vô nhà. Chú Nô Ta kìa, sao chú ở đây vậy? Xin cảm ơn cô. Cô không sợ ta ăn thịt cô hay sao mà ngồi đây băng bó vết thương cho ta? Thưa ngài, tôi không sợ. Ngài đâu phải là hung thần, chỉ thỉnh thoảng ngài bực bội la hét chút thôi. Tôi hiểu mà. Không ngờ chúng cháu lại gặp chú. Chú bị té còn đau không? Ta đi đốn củi về, trời tối quá nên bị lạc, nhưng không ngờ lại gặp các cô ở đây. Mẹ cô vẫn khỏe chứ? Mẹ của ta bây giờ già yếu lắm rồi. Tối qua ta vắng nhà nên ta lo cho mẹ của ta lắm. Ta phải về thôi. Chào hai cô nghe. Dương ạ, nếu có dịp vào rừng hái nấm, chúng cháu sẽ đến thăm bà. Chú chăm sóc bà cẩn thận nhé. Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày để chăm sóc vết thương cho ngài, mong ngài cho phép. Đương nhiên ta cho phép chứ. Dù sao ta ở trong lâu đài quan vắng này cũng cô đơn lắm. Nhưng với một điều kiện, tôi muốn ngài phải đối xử hiền lành thân thiện với các người hầu của ngài và các vật dụng khác nữa. Phải đó, ngài coi, ngài suốt ngày la hét, chửi mắng họ nên họ sợ hãi biến thành đá hết rồi. Ngài hãy dùng sự dịu dàng và tình thương để nói chuyện với họ. Hai cô có hai cái miệng xinh xắn như hoa, nên nói gì ta cũng nghe hết. Ta sẽ nghe lời hai cô, vô điều kiện. Ta vui lắm. Angry, Angry, em trai ta đâu rồi? Ôi, cảm ơn các cô đã đến đây bên ta. Ta thật sự có những ngày vui vẻ. Những ngày qua thật vui. Cảm ơn Bạch Tuyết và Hồng Hoa đã không sợ người bạn xấu xí này. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Ôi, mùi hôi quá. Ngươi cút đi. Vì ngươi mà ta làm gì cũng không xong hết. Trời ơi, làm sao mà cứu được con quái vật tội nghiệp kia bây giờ? Ôi, trời lạnh thấu xương. Ta mệt và đói nữa. Ta buồn và cô đơn quá. Ngôi nhà kia, ta đã đến trước cửa nhiều lần nhưng chưa bao giờ gõ cửa. Lần nào ta cũng lủi thủi quay về rừng. Nhưng ta thích ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà đó quá. Hồng Hoa, dậy, dậy. Có ai gõ cửa nhà mình? Dậy coi mẹ ra sao. Các con dậy rồi sao? Mẹ mở cửa nha các con. Mẹ sợ có người cần chúng ta giúp đỡ. Nãy giờ không mở cửa, mẹ thấy áy náy lắm. Con đi mở cửa mẹ nhé. Khoan, con nói họ đưa chân qua khe cửa để mình xem đó là ai. Ai đó? Đêm khuya quá rồi, ai gõ cửa xin cho xem chân đi ạ. Hôm qua, mở cửa đi em. Người ta đứng ngoài tuyết bị lạnh cống rồi. Chào cả nhà. Xin thứ lỗi vì khuya quá còn đến quấy rầy. Xin mọi người đừng sợ hãi. Tôi lạnh cống đã nhiều ngày nay. Tôi chỉ muốn có chỗ để sưởi ấm một chút. Tôi không làm hại ai đâu. Tội nghiệp gấu quá. Hãy lại gần lửa mà sưởi. Cẩn thận coi chừng cháy lòng nghe. Đừng sợ. Hôm qua em từng gặp quái vật sư tử mà có sợ hãi gì đâu. Để chị đi lấy cây chổi cào tuyết cho gấu. Một người khách lạ gõ cửa nhà bà Anna vào đêm khuya mùa đông,
khẩn cầu được trú chân vì bên ngoài trời quá lạnh. Đó là một chú gấu to đùng, cục mịch và hiền lành. Đó cũng chính là chú gấu thường hay ngập ngừng trước cửa nhà bà Anna. Tại ngôi nhà dễ thương đó, chú đã trải qua một mùa đông ấm áp nhất trên đời. Tôi vẫn lạnh lắm. Các em hãy cào tuyết trên lưng xuống giùm tôi. Ôi, ấm quá. Đêm đông, ta mơ giấc mơ gia đình yêu thương. Có ai thâu tình cô Lữ đêm đông không nhà? Đúng là gấu có giọng bass rền vang như tiếng phong cầm. Có mấy chỗ gấu còn chuyển sang giọng nam cao luôn đó mẹ ơi. Vậy ta gọi là gấu ca sĩ nha. Bạch Tuyết và Hồng Hoa để cho anh sống chơi. Anh là người thân yêu và quan trọng nhất của hai em sao mẹ Anna đó nha. Đồng ý. Thôi khuya quá rồi, hai con đi ngủ đi. Phải để cho gấu ca sĩ nghỉ ngơi nữa, hát hoài sao được. Gấu đừng đi, cứ ở lại đây với chúng tôi đến hết mùa đông đã. Trong rừng lạnh lẽo lắm. Ta còn có việc trong rừng, Bạch Tuyết à. Việc của ta là phải giữ gìn khu rừng, dù đang là mùa đông, để khi mùa xuân về, rừng không bị mất mát gì hết. Mùa đông lạnh quá, chúng em không vào rừng thăm gấu được. Hay là mỗi tối gấu về đây ăn cơm và sưởi ấm với chúng em, chịu không anh gấu? Chịu chứ. Vậy tối nay ta gõ cửa nữa nhé. Ta sẽ đem thêm củi về cho mẹ. Chào mừng anh hai đã về. Ôi dạ. Cái gì đây? Hả? Vàng. Vàng ở đâu mà nhiều quá vậy? Bác Nham Lùng. May quá được gặp bác. Lâu nay tôi tìm bác khắp nơi mà không thấy. Tìm ta? Ngươi tìm ta để làm gì? Ngươi thật vô tích sự. Có mỗi một chuyện quá phép cho thằng Antoine thành sư tử què mà không xong, để nó nửa người nửa sư tử như thế. Bác ơi, chúng ta ác với họ quá à. Còn người anh lớn anh đi bác giấu ở đâu rồi? Chúng ta là phù thủy để học phép thuật, có lỡ hại người thì phải tìm cách giải cho họ. Bác còn chia lìa anh em người ta như vậy nữa. Thôi, ta không cãi lý với nhà ngươi. Ngươi thương tình chúng nó thì tự mà tìm thuốc giải nha. Ta đi đây. Bác ơi, bác giấu anh đi ở đâu? Không biết, biết cũng không nói. Chào mẹ và các em. Mùa xuân đến rồi, con phải vào rừng sâu, không thể ở đây hoài. Con đi nhé. Sao anh gấu không ở đây luôn hả anh? Hồng Hoa ơi, gấu thì phải sống ở rừng rậm. Chúng ta đâu thể giam cầm anh ấy trong ngôi làng nhỏ bé này được. Bạch Tuyết nói đúng, mà đúng một phần thôi à. Thôi, anh đi đây. Tạm biệt. Bạch Tuyết ơi, anh sẽ nhớ em và mọi người lắm. Chị coi nè, vợ nắm của em đây rồi. Hôm qua, em lại đây coi. Ai đã đốn xuống một cây to như thế? Thật tội nghiệp cây quá. Cứu ta, cứu ta. Bộ râu xinh đẹp của ta bị mắc kẹt vô đây rồi. Đau quá. Ai đó? Ai cũng giống gì, mau cứu ta với. Trâu ông bị kẹt sâu quá, cho đành phải cắt nha ông. Đồ điên, tụi bay chắc mất râu đẹp của ta. Ta bắt đền tụi bay, chờ đó nghe. Coi ông ta kìa, một câu cảm ơn cũng không có. Ông ta còn chửi mắng mình. Thôi kệ ông ta đi em, việc cần làm thì mình làm.
lại gặp ông lùn đó nữa hả? Sao hai đứa có đứng lì ở đó? Mau cứu ta ngay! Cá này nó muốn lôi ta xuống sông nè. Kệ ông ta, mình đi đi chị. Sao được em, ông ta sắp chết chìm kìa, mình đâu làm ngơ được. Ông ơi, chỉ còn cách là cắt ngắn bộ râu thôi ạ. Cái ní nhà thế này, ông và chú cháu đều bị lôi xuống sông đó ạ. Hai đứa con gái vô tích sự kia, tụi bay lại cắt bộ râu đẹp của ta. Ta ghét tụi bay. Ta sẽ bị vợ ta chế giễu vì cục râu. Nhớ nghe, ta không muốn gặp tụi bay nữa. Chuyện là vậy đó. Mẹ ạ, chị Bạch Tuyết cứ khăng khăng phải cứu ông ta, xong rồi nghe ông ta chửi. Người gì mà xấu tính quá chừng. Thấy người bị nạn là phải cứu, đừng quan tâm người ta có tốt hay không với mình con ạ. Thưa mẹ, chúng con biết rồi ạ. Chị ơi, nhanh lên, chỗ này gió lớn quá, gió thổi em muốn bay luôn nè. Không qua, cẩn thận nhé. À, em ơi, ai như bác nhầm luồn đi phía trước mình kìa. Chết tôi rồi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Hồng Hoa ơi, em có bị thương không? Em không sao đâu. Hai con bé lắm chuyện kia, sao ta đi đâu cũng gặp tụi bay vậy? Tụi bay làm rách cái áo đẹp của tao rồi, gặp tụi bay thiệt là xui xẻo quá. Đã mất râu còn hư áo nữa. Ông ơi, vàng còn sót ở đây nè. Của ta, đưa cho ta ngay. Ôi, người lùn dễ ghét của chúng ta. Chỗ này vắng người, ta mở ra kiểm kê tài sản coi. Mấy ngày nay ta đi ăn trộm được toàn đồ quý. Nhiều ghê, toàn đồ đẹp không thôi. À, bác Nham lại gặp bác nữa. Cháu mừng quá à. Bác ơi, cháu năn nỉ bác nói cho cháu biết bí quyết của thuốc giải đi. Cháu chỉ còn thiếu có một vị thuốc thôi. Đừng hòng. Mà ngươi cần thuốc giải để làm gì? Để nó làm quái vật thì không cản trở chúng ta. Bác ơi, cứu anh Tuân cũng là tự cứu cháu. Vì sai thuốc mà cháu từ một người đẹp biến thành phù thủy như thế này nè. Ta mặc kệ nhà ngươi. Chào nhé, ta đi đây. Nham lùng, ta không nhịn bác nữa. Vì bác quá tham lam và độc ác. Ta biết bác đã bị mất phép thuật khi bác tích trữ quá nhiều vàng bạc châu báu. Ta sẽ tìm người đánh bại bác. Ta vẫn còn phép thuật đầy đủ nha. Sao? Đánh bại ta? Ta thách ngươi làm gì được ta đó. Ta biết hết. Nếu còn phép thuật, bác đâu phải kêu la khi sâu bị mắc vào trong cây hay bị cá kéo xuống nước. Bây giờ hả, bác chỉ còn là một tên lùn chẳng làm được gì. Hai con đi cẩn thận nhé. Mẹ gửi lời thăm các vị hoàng thân, bạn của ba các con. Nhiều năm nay, mẹ nghe nói kinh thành kém vui vì các vị hoàng tử mất tích vẫn chưa tìm thấy. Tội nghiệp đức vua và hoàng hậu biết mấy. Con đi nha mẹ. Con đi. Hồng Hoa, mình cho ngựa nghỉ ở đây chút nha em. Trời, lại gặp bác lùn xấu tính. Hai đứa kia, mau cởi trói cho ta. Ta nguy rồi, phù thủy và gấu đang đuổi theo ta. Gấu, bác nói gấu nào? Con gấu to nhất trong rừng chứ gấu nào. Cái người bị ta quá phép đó. Một tên lùn nhỏ thó và vô cùng độc ác, nhiều năm nay dùng phép thuật đầy đọa chúng ta. Phép thuật hết, nhưng lòng tham vẫn còn. Giờ thì tới số ngươi rồi. Mau nói ra, còn một vị thuốc nữa ở đâu? Hey, gấu ơi, tôi tìm ra thuốc rồi.
đó chính là cái túi nhỏ bí mật trong người của tinh lùng này. Khấu hãy biểu nó đưa ra đây đi. Tôi may mắn lần được vào hang của phù thủy chúa, thấy tờ giấy này, vậy là chúng tôi đã được cứu. Không có, không có, trong người ta không có gì hết. Hoàng tử Odi, xin chào ngài. Chào Bạch Tuyết và Hồng Hoa. Phải, ta là Andy, chú gấu thân yêu của hai cô đây. Ta bị phù thủy chúa, tinh lùng tay sai và phù thủy ánh trăng dùng nhầm phép thuật biến thành gấu nhiều năm nay. Ta đau đớn lắm. Antoine em ta vì mạo hiểm cứu ta nên cũng bị tai họa. Giờ ta phải đi tìm hai em của ta. Tôi xin nhận tội đã gây đại họa cho ngài. Tôi sẵn sàng chịu trừng phạt. Bây giờ tôi đưa ngài đi gặp Antoine và anh Craig. Xin hai cô cho đi nhờ Bạch Mã và Hồng Mã. Hai em biết không, anh chính là chú gấu vô chú nai rồi bỏ đi ở trong rừng cách đây mấy năm mà các em đã gặp đó. Anh là gấu cứ tối tối tìm đến nhà mẹ Anna nhưng không dám vào. Anh Antoine thoát rồi. Thuốc đã giải cho tất cả mọi người rồi. Vậy là chúng ta sắp tìm thấy anh hai. Antoine, André, các em ở đâu? Câu chuyện của Bạch Tuyết và Hồng Hoa tạm thời dừng ở đây và để lại một thông điệp: lòng tốt có thể hóa giải các lời nguyền, dẫn chúng ta đến với tình yêu thương. Dù không biết phía trước như thế nào, nhưng chắc chắn lòng tốt sẽ làm nên những điều kỳ diệu. Tiên nữ kia, ta đã cho quân canh tất cả khúc sông này, đang không thoát được đâu. Ở một làng kia có hai anh em, người anh là Nhân, ham ăn, biến làm. Còn người em là Hậu, vừa chăm chỉ lại hay giúp người. Anh hai ơi, anh hai ơi. Lạ thì, mới sáng sớm mà anh ấy đi đâu rồi? Hả? Anh hai, anh có sao không? Sao lại thế này? Cái gì thế này thế kia? Anh mày thu bạc nợ tiền chúng tao, còn không mau trả. Em ơi, cứu anh với, chúng không tha cho anh. Cứu anh. Nhưng mà nhà mình làm gì còn tiền? Thôi thôi, anh mày viết giấy bán nhà gán nợ cho chúng tao rồi, còn không mau cuốn xéo khỏi đây. Lên tụi bay. Dạ. Không được, căn nhà này là tài sản duy nhất cha tôi để lại, các ông không được lấy. Vậy thì trả 5 lạng bạc đây, còn không tao xử anh trai ngươi. Khoan, khoan, hãy cho tôi 1 tháng, tôi sẽ cố gom cho đủ. Hắn đã khất nợ 3 tháng nay rồi, không nói nhiều. Một là xiết nhà, hai là đánh nó. Đừng mà, đừng có đánh tôi, đừng mà. Hậu ơi, bán nhà đi em, bán nhà cứu anh với, Hậu ơi. Được rồi, tôi sẽ bán nhà. Từ đây đến chiều, anh em mày phải dọn ra khỏi nhà, nếu không thì liễu hồn. Đi.
May quá, cuối cùng tụi nó cũng đi. Cảm ơn em nha. Anh à, em đã khuyên anh nhiều lần là đừng đi cờ bạc nữa. Bây giờ mất nhà rồi, anh em mình biết ở đâu đây? Đó đó đó, lại than thở tối ngày. Mất cái nhà thì kiếm tiền chuộc lại thôi, có làm sao đâu. Em đi câu mỗi ngày chỉ được có vài con cá thôi à, còn anh thì... biết rồi, tao mà là gánh nặng của mày cái gì? Thôi thôi thôi, được rồi, anh em từ nay chia của ra, mạnh ai nấy sống đi. Đây nè, cha để lại cho tụi mình nhiêu đây, mày chọn đi. Anh làm vậy là sao? Chúng ta đã mất nhà rồi, còn chia rẽ như vậy. Trời ơi, sao mày nói nhiều quá. Mày thích đi câu thì mày cầm lấy cái cần câu, tao lấy cái ấm trà này bán lấy tiền sinh sống, vậy thôi. Anh... mày đi đi, anh mày tự sống được. Anh Hậu, em nghe có bọn cướp đến nhà anh, anh có sao không? Không sao đâu Hoa, chỉ là... em biết rồi, có phải anh Nhân lại mắc nợ không? Hoa qua chơi đó hả? Trời ơi, tụi anh mới bán nhà, nhưng mà vô ngồi chơi một lát được, không sao. Anh, các anh bán nhà rồi, rồi các anh ở đâu? Anh có kế hoạch rồi Hoa ơi. Anh sẽ sớm thành công và giàu có, mua lại cái nhà khác bự hơn, rộng hơn gấp mấy lần. Đâu sao? Ê, Hoa, ngồi uống nước với anh cái đã. Anh Hậu, chờ đã. Chỉ còn lại ta và chiếc cần câu này. Hy vọng hôm nay sẽ câu được hai con cá. Ủa, sao kỳ vậy? Cần câu thì động mà không có cá. Hay là tuột mất rồi? Cái gì thế này? Con này chắc phải chục cân. Đất ơi, ui da, sao đã cứu tôi rồi mà lại thả ta cho tôi té làm sao? Tôi con cá đâu? Con cá đâu? Là sao? Xin tự giới thiệu, tôi là tiên nữ, nhưng đang gặp nạn. May nhờ có cần câu của anh, tôi mới lên bờ được. Cảm ơn anh. Cô là tiên nữ thật à? Thật chứ. Hôm qua tôi đến sông này tắm rồi, không ngờ bị con trai Du Thủy Tề đuổi bắt về làm vợ. Tôi phải hóa thành cá để trốn. Thật ghê gớm. Sao cô không mách tội hắn? Hắn đã cho quân bao vây khắp các mặt nước. Tôi túm được cần câu của anh nên mới bay lên bờ thoát được. Cô không có phép sao? Cô bay về trời mà thoát thân. Anh thấy dải lụa kia không? Dải lụa màu tím đó là cách duy nhất để tôi bay về trời. Tên thái tử đó đã lấy mất nó để nhử tôi. Nếu tôi lại đó sẽ bị bắt ngay lập tức. Tôi sao giúp cô được? Tôi chỉ là người thường. Cô đầy tài phép còn không chống lại được hắn nữa là... Chính vì anh là người thường nên hắn sẽ không nghi ngờ. Như vậy nha, anh sẽ làm bộ như người đánh cá tình cờ đến đó và bắt được dải lụa. Tôi sẽ làm phép đưa anh vào bờ, có được không? Làm ơn đi. Tôi xin anh hãy giúp tôi trở về nhà với. Rồi, đặt đi, đặt đi, đặt đi. Cho đặt bầu, đặt cái nữa. Rồi, đặt sâu lấy tay ra nha. Mở. Này, này nha, này, này, này. Rồi. Cắn lên. Trời ơi, tức quá. Xin hãy giúp tôi về nhà với. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Dù gì thì hôm nay tôi cũng không thể xui hơn được nữa. Tôi sẽ giữ đầu dây để anh không bị nước cuốn đi. Anh đi hái một chiếc lá lại đây. Tôi sẽ kéo anh vào bờ. Cố gắng giúp tôi nha.
nắng lên đồi căng buồm giăng lưới, cá nào ta cũng sẽ bắt ngay. Bắt ngay! Hôi! Huy! Ô! Thái tử! Có người đến cướp lụa thần. Có phải tiên nữ đến không? Bẩm không, là một người đánh cá thường. Dâng nước lên, dìm chết hắn đi. Tiêu rồi, giờ làm sao cứu anh chàng kia đây? Ta mà xuống nước là bị bắt ngay. À, chết rồi, dây đứt rồi, làm sao vào bờ đây? Tiên nữ, cứu tôi! Kiểu này quả chẳng có một cánh bay mới thoát nổi. Vớt dải lụa về phía trước. Dừng lại! Tôi không dừng lại được. Tôi không dừng được. Anh có sao không? À, bị u đầu rồi. Đây, trả giải lụa lại cho cô nè. Để tôi chữa cho anh. Đa tạ anh đã giúp tôi rất nhiều. Không có anh, chắc chắn là tôi bị bắt mất rồi. Không có gì đâu. Giúp được cô là tôi vui rồi. Anh đã vất vả vì tôi. Xin hãy nhận lấy 7 điều ước này, coi như lời cảm ơn của tôi. Mỗi lần ước, anh hãy ném một viên ngọc xuống đất và nói tôi ước, thì lập tức sẽ được như ý. Đa tạ tiên nữ, tôi hứa sẽ sử dụng thật tốt những điều ước này. Thôi được rồi, tôi phải về trời xin trị tội tên thái tử ngay. Anh hãy bảo trọng, tạm biệt. Thật thần kỳ, 7 điều ước. Mình biết ước gì bây giờ? Kỳ này chơi lớn luôn. Đặt hết. Đặt xong chưa? Đặt xong hết lấy tay lên nha. 3 con tôm. Nhà cái ăn hết, nhà cái ăn hết. À, cho tôi mượn ít tiền chơi đi. Mượn có vài lạng thôi. Cái gì mượn, mượn, à, mượn cái mà, gì? Thắng tôi trả lại gấp 10 cho. Không ấy, nhà cái cho tôi vay 10 lượng đi. 1 lượng cũng được. Dẹp mày. Mày còn chưa trả nợ xong nữa mà đòi mượn. Tụi bay đâu? Đuổi nó ra ngoài cho tao. Dạ. Mày liễu hồn. Không có tiền mà mày đặt chơi bời. Biến đi. Đợi đó đi ha. Ta mà giàu lên ơi. Tưởng sao? Bộ ấm chén cổ của cha bán được có 5 tiền. Chơi có xíu gần hết. Đã gì hết trơn. Bới ông đi qua, bới bà đi lại, xin làm phúc cho tôi mấy hào ăn cơm. Làm ơn làm phước. Cho chú nè. Có mấy điều ước mà đắn đo quá. Có nhiều điều muốn ước nhưng mà... Anh đang nghĩ gì vậy? Cho anh mấy cái bánh nè. Ủa, Hoa đi đâu vậy? Anh đang nghĩ ngợi lung tung thôi. Hôm nay anh lại không câu được cá đúng không? Anh đừng có buồn. Ăn đỡ bánh này đi. Mai rồi tính. Hôm nay anh cứu một cô tiên nữ. Và cô ấy cho anh 7 điều ước. Giờ anh đang lo lắng không biết nên ước gì. Thiệt hả anh? Vậy bây giờ anh muốn điều gì nhất? Thì anh muốn có cơm ăn áo mặc. Lúc nào cũng mạnh khỏe là được. Nhưng anh cũng muốn anh Nhân được học hành đỗ đạt, chí thú làm ăn nữa. Anh thật sự biết nghĩ cho anh trai của mình. Không chỉ có vậy, anh còn muốn ước cho mọi người cũng được ấm no, không còn chiến tranh hay là thiên tai nữa. Anh đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Em nghĩ là những việc lớn như thiên tai hay chiến tranh, anh muốn quản cũng không có quản hết được. Còn anh Nhân, anh muốn gì, sao anh biết được? Anh nên hỏi ảnh thì hơn. Em nói cũng phải. Anh, còn một chuyện nữa anh chưa nghĩ đến phải không? Ừ, chuyện gì? À, trời ơi, anh thiệt là ngốc. Chuyện hai đứa mình là quan trọng nhất thì nãy giờ anh không nhắc tới.
Nhưng mà anh nghèo quá à. Anh chỉ sợ nếu lấy anh, em sẽ chịu khổ đó. Em không sợ khổ, em muốn được chia ngọt sẻ bùi với anh. Tuổi xuân con gái có thì em không thể đợi lâu được. Mai này em già xấu rồi, anh lại chê em. Không không, không có chuyện đó đâu. Giờ anh đang không có nhà, mình lấy nhau về biết ở đâu. À, bảy điều ước. Anh biết ước điều gì đầu tiên rồi. Tôi ước có một căn nhà khang trang để yên tâm sống và làm việc tốt. Linh nghiệm thật rồi. Căn nhà đẹp quá. Có căn nhà trú mưa trú nắng, anh sẽ mau chóng sắm sửa trầu cao qua cưới em nha. Em chờ đó. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tiên nữ. Trời ơi, sự thật mà cứ như là mơ. Hôm qua mình còn buồn bã vì mất nhà rồi đủ thứ chuyện xui rủi. Bây giờ thì... Anh Hậu, mau ra cứu anh Nhân. Hả? Hoa nói sao? Anh Nhân ăn xin ở đầu làng, gây sự đánh nhau với người ta rồi. Ôi trời ơi là trời, tôi ăn xin chứ có phải ăn trộm đâu mà mấy người xua đuổi. Đánh tôi như vậy, tôi kiện lên quan cho mấy người đi tù á. Tôi nói hai cậu đuổi cậu Nhân đi, vì sân đình là chỗ họp làng, sinh hoạt chung chứ không phải chỗ để cho người ăn xin. Sao hai cậu lại đánh cậu Nhân? Nè 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 nè, anh đừng có ỷ có một chút học thức rồi ăn nói ngang ngược nha. Tụi tôi đánh anh hồi nào hả? Anh bị người ở sòng bạc đánh, đừng có mà nói tầm bậy tầm bạ đổ quan cho chúng tôi nha. Bậy nha. Mấy người không nuôi tôi, lấy tư cách gì dạy đời tôi? Biến hết đi. Cậu mới là người phải đi. Quy định của làng không cho người ăn xin ở đây. Cậu muốn ăn xin á thì đi chỗ khác. Tôi thách ông đuổi tôi đi luôn á, trừ phi là tự tôi muốn đi. Con trai, cô biết con mồ côi mẹ từ nhỏ, gần đây á lại mất cha nên con chán nản, không chịu sống tử tế. Nhưng con à, lúc còn sống cha con đâu có để con thiếu thốn điều gì, nhà cửa cũng có, sao phải đi ăn xin? Nhà cha mẹ để lại, cậu ta nướng cho sòng bạc rồi. Vậy thì không có được, con còn có em trai, phải sống tử tế để lo cho em chứ. Không có tiền cho thì thôi, nhiều làm gì, lắm chuyện. Cậu ta đã như vậy thì ép cậu ta phải đi, có gì tôi chịu. Đáng ghét. Anh Nhân, em đến đón anh về. Dạ xin lỗi trưởng làng, xin lỗi bà con cô bác. Thôi giải tán, ai về nhà nấy. Cậu Nhân có em Hậu lo rồi. Dạ mà hồi đó anh chịu học, đừng nghe bạn bè đi đánh bạc á, thì giờ có khi làm thầy đồ cũng nên, không có bị dân làng nói ra nói vào như bây giờ. Mày thì biết cái gì? Làm thầy đồ có bao nhiêu tiền, bao giờ mới giàu được? Tao muốn nhanh giàu có, tiền bạc chất đầy kho, mày hiểu chưa? Thôi tạm thời anh ở nhà em đi, rồi khỏe lại tính tiếp. Gì? Nhà mày hả Hậu? Sao mày có cái nhà này? Hay là tiền cha để lại cho mày, mày giấu tao mày mua nhà? Không, không có. Đây là... Chỉ là mày cứu tiên nữ rồi được tặng bảy điều ước. Tao không tin đâu. Mày phải làm thử cho tao coi. Không phải vậy thì chính mày giấu tiền của cha mà không chia cho tao. Thôi được rồi, dù sao em cũng đang nghĩ nên có một mảnh ruộng để cày cấy. Hai anh em mình chăm chỉ cũng đủ ăn. Mày nói nhiều quá, làm cho tao coi tao mới tin. Tôi ước có một mảnh ruộng tốt. Trời ơi, sao mày ngốc vậy? Có vật thần kỳ vậy mà không ước được sung sướng, mà cứ phải làm lụng làm gì? Anh Nhân muốn gì thì anh phải hỏi ảnh mới biết được. Em trai yêu quý, anh em như thể tay chân mà phải không? Em có thể chia bớt cho anh một hai điều ước thôi, có được không? Dạ được, em cũng muốn chia bớt cho anh. Vậy mới là em trai tốt của anh.
Em tặng cho anh 3 điều ước nghe. Chưa, keo kiệt. Có 7 điều ước, cho anh mày có 3 điều. Vậy anh muốn làm sao? À, anh lấy 4 điều ước nghe. Để lại cho em 1 điều ước để phòng thân đó. Anh muốn sao cũng được, miễn anh cảm thấy đầy đủ, không cờ bạc nữa. Anh nhớ ném ngọc xuống đất. Rồi nói tôi ước chứ gì. Biết rồi. Em đưa đèn gánh phụ cho. Ôi sao nặng dữ vậy? Có nặng mấy đâu, tại nào giờ anh không gánh nên không quen đó. Thôi, em theo anh thì từ nay sống sung sướng, không phải làm lụng vất vả nữa. Cảm ơn anh, nhưng em muốn có làm thì mới có ăn. Những thứ ăn sẵn như vậy rồi sẽ làm mình lười biếng, yếu ớt thôi. Em nhớ đó, anh mà giàu lên á, em đừng có tiếc nha. Anh Nhân à, anh làm gì cũng được, đừng có lúc nào cũng gây chuyện, làm cho anh Hậu lo lắng nữa. Bài đặt dạy đời người khác, tưởng xinh đẹp nhất làng á, cái muốn nói gì nói hay sao? Ta đây mà có tiền á, thì mua tiên cũng được, chứ đừng nói đẹp nhất làng. Tôi ước có 1 căn nhà thật to, với nhiều vàng bạc châu báu nhất thế gian. Châu báu, tất cả là của ta, của riêng một mình ta thôi. Kẻ giàu nhất thiên hạ là ta. Anh đứng đây làm gì? Ở đây không có mướn người làm nữa đâu. Đi về đi. Không. Tôi là Hậu, em trai của anh Nhân. Tôi tới đây thăm anh ấy. Chờ nghe. Tôi đi bẩm báo với chủ nhân tiếng. Nãy là trời ơi, tôi đánh đánh. Quá tuyệt trời, lo cái gì. Ok. Thưa ông, có người xưng là tên Hậu, đó là em trai của ông đến thăm ông á. À, phải rồi, đúng là em trai ta đó. Mau đưa nó vào đây. Các người lùi ra đi, ngày khác tới chơi tiếp ha. Gì vậy anh Nhân? Em chưa gỡ được mà anh Nhân. Thắng nè, chưa gỡ được mà. Về đây. Kìa Hậu, vào đây. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, cảm ơn anh, trà thơm lắm. Từ bữa tới giờ, nhiều người tới chúc mừng quá, anh chưa có thời gian mời em tới chơi. Định là nay mai tân gia, mời em luôn. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, em thấy anh được như ý, em cũng mừng lắm. Em đem ít cây nhà lá vườn biếu anh nè. Của em trồng được đó. Ê, em bài vẽ quá. Lần này anh nhận, nhưng mà lần sau đừng có mang tới nữa nghe. Em nhìn coi, bây giờ anh đâu có thiếu cái gì. Đồ ăn với lại đồ dùng, xài đâu có hết. Ờ, dạ, em thấy rồi. Mà anh nói thiệt, em bỏ quách cái nhà với giường đó, về đây ở với anh, chỗ anh dư giả rộng rãi, tha hồ anh em mình hưởng lạc. Việc gì phải làm lụng cực khổ đúng không? Dạ, em cảm ơn anh, nhưng mà em thấy cuộc sống hiện tại rất là tốt. Em làm lụng quen rồi, chỉ ngồi một chỗ mà ăn em không có chịu được. Nhưng em sẽ qua thăm anh thường xuyên. Ừ, em muốn vậy á, anh không ép. Thôi, đã tới rồi thì ăn cơm với anh, ha? Dạ thôi, không dám làm phiền anh. Em qua trước là thăm anh, sau là mời anh làm chủ hôn cho em. Dạ, em và Hoa sẽ cưới nhau vào tuần tới. Em mong anh có thể tham dự và thay mặt cha sang nhà Hoa với em. Cái gì? Hoa đồng ý lấy em rồi sao? Dạ. Hiểu rồi.
là bây giờ mày lấy được vợ đẹp nên mày tới đây khoe khoang với tao gì? Dạ em không có ý đó. À, vậy là mày tới đây chia tiền đám cưới hay muốn chia chắc gia sản này với tao? Anh, em không có. À, thôi 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 mày khỏi nói nữa, tao biết rõ quá rồi. À, nể tình anh em. Người đâu? Coi như tao mừng cưới. Từ nay mày đừng tới tìm tao nữa. Anh hai. Sao anh lại nghĩ em tới để moi tiền anh hả? Em chỉ muốn anh em ta sống hòa thuận, yêu thương nhau như lúc trước thôi. Miễn đi. Mày chỉ muốn tới khoe là cưới được vợ đẹp. Mày đặt cao thượng hả mày? Người đâu? Tiễn khách. Sao anh lại đến đây tìm em? Anh vẫn buồn chuyện anh hai hả? Anh biết tính anh Nhân mà. Hai người là anh em, mà em lại từ chối ảnh để lấy anh nên ảnh giận thôi. Mai mốt là hết mà. Rồi lỡ anh không hiểu cho tụi mình rồi giận tụi mình luôn thì sao? Anh Nhân cũng không có nói là sẽ tới dự đám cưới. Anh đừng có lo. Anh Nhân biết chúng ta thương nhau thiệt tình mà. Chỉ là anh chưa chấp nhận được vì quá bất ngờ thôi. Đợi ít lâu nữa anh hai hết giận, tụi mình qua nhà thăm ảnh. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Anh Nhân ơi, cạn ly đi. Đêm nay trăng đẹp quá trời quá đất luôn. Anh vẫn còn tức giận dù em anh cưới được nhỏ đẹp quá trời quá đất chứ vậy. Bỏ đi. Giờ anh muốn tiên nữ còn được nữa mà. Dù là một người đẹp không đáng gì với anh Nhân đây, nhưng mà bị thằng em nhà quê phỏng thay trên cũng tức chứ. Cũng đúng. Vậy mình làm gì trả đũa nó đi. Cướp cô dâu vào ngày cưới, làm bẻ mặt tụi nó. Hay là ngày cưới của nó, đem một cô xinh nhất trần gian đến cho nó ghen tị chơi. Ta ước. Nói nghe nè anh Nhân, chỉ cần chút tiền nhỏ thôi là bắt được con nhỏ đó về đây liền ha. Mà không có ai như thằng em của cậu cướp tay trên của anh trai như vậy. Bộ nó không biết anh thích cô Hoa sao? Phiền tao quá, mấy người biến hết rồi. Trời ơi, mất tôi một điều ước rồi. Không có ai xung quanh lại hay, yên tĩnh ghê. Cái thằng Hậu này thiệt may mắn, chữ nghĩa không có được bao nhiêu, tính tình thì cù lần, mà vừa được tiên nữ cho điều ước, giờ cưới được vợ đẹp nữa. Còn mình, sao giàu sang vậy rồi mà mình vẫn thấy chán ngang vậy ta? Phải ha? Mình cũng muốn có một cô vợ đẹp như Hằng Nga, vậy thì mới xứng với mình chứ. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già. Cá kìa. Chạy mất rồi. Câu cá mà lại ngủ, đúng là cùi mà. Cái bọn cá này dặn co kéo lên mệt lắm. Bọn chúng đã cắn câu thì tự đi lên bờ luôn đây. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Nói người phải nghĩ đến ta chứ. Người nói cái gì? Có nói gì đâu. Người đến đây định hỏi cưới Hằng Nga chứ gì. Làm sao mà củi biết được? Sao không? Ai mà không vậy? Cứ vài ngày là có thêm một tên vô dụng ham chơi làm biến đến đây hỏi cưới Hằng Nga hả? Bọn chúng có thể vô dụng nhưng ta thì không. Ta là người vừa đẹp trai vừa giàu có nhất thế gian. Ngọc ngà châu báu ta đều không thiếu. Ngoài ta ra, người phàm chẳng ai có thể xứng với Hằng Nga hơn ta. Ai lên đây mà không nói vậy đâu. Vậy ngươi thì có tài năng gì mà đòi xính lễ của ngươi? Đâu 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 rồi? Có không?
Tao quên, đi vội quá nên không nghĩ ra. Vậy thì đi về đi. Không được, tao không cam tâm về tay không. Cụi hãy chỉ cho ta gặp Hằng Nga đi. Chỉ cần Hằng Nga đồng ý về cùng ta thì trên đời không có gì là ta không cho nàng được. Hay ngươi cũng thành tâm, ta chỉ cho ngươi một cách để lấy lòng Hằng Nga nè. Nhưng mà làm sao? Khó đó. Hỏa Ngọc là linh vật của Hằng Nga đó, nhưng mà chưa có ai huấn luyện được chúng hết á. Nếu như ngươi làm chúng xếp hàng lấy đồ ăn được á, thì chắc chắn Hằng Nga sẽ siêu lòng. Bọn này thì có gì lợi hại, chỉ một buổi sáng thôi, tụi này sẽ răm rắp nghe lời ta. Mình thật thông minh, chỉ cần có đồ ăn đủ là bọn này sẽ... Người muốn ăn thì phải xếp hàng vào cho ta. Cái bọn thỏ ngu ngốc dám tấn công ta. Người to con vậy mà bị bọn thỏ đè xẹp lép luôn. Bọn chúng giống như đội quân vậy, không nhìn thấy thì ai mà biết chúng là thỏ kia chứ. Tụi đó thông minh nhanh nhẹn dữ lắm, được huấn luyện để bảo vệ cung trăng mà. À, thì ra ngươi lừa ta. Bọn thỏ đã được huấn luyện rồi mà ngươi dám kêu tôi huấn luyện chúng nữa. Ê, đừng có tức giận. Bọn thỏ đó chỉ nghe lời của Hằng Nga thôi à. Nhưng mà nếu ngươi khiến chúng nghe lời ngươi thì chẳng phải là Hằng Nga sẽ khâm phục ngươi lắm hay sao? Đúng không? Ta không có thèm nghe ngươi nữa. Ta tự mình đi gặp Hằng Nga. Thôi, lần này ta nói thiệt nha. Cung điện của Hằng Nga nằm ở bên kia hồ, chỗ ta câu cá gốc kỳ đa đó. Có thiệt không? Ngươi muốn đến đó thì phải chạy trên mặt nước, băng qua cái hồ đến đó chứ. Đi trên mặt nước? Ngươi có đi được không mà đòi thách ta đi? Ngươi phải biết là nếu như ngươi không băng qua hồ thì chẳng còn cách nào khác đâu. Tất cả mọi thứ chìm vào lòng hồ sẽ rớt thẳng xuống trần gian, tan tành mây khói. Ngươi nói thiệt không đó? Ừ. Vậy ta phải làm sao? Đây, ngươi hãy gặt lúa này, lấy rạ mà trải lên mặt hồ, sẽ đi được trên nước thôi. Hả? Ta như vậy mà phải gặt lúa sao? Ta đã chỉ cách rồi, tự ngươi quyết định đi chứ. Ở cuối cánh đồng này có đầy đủ dụng cụ để ngươi gặt. Mau đi đi. Vậy sao ngươi không đi gặt cùng ta? Ta đâu có muốn lấy Hằng Nga đâu. Với lại thời gian trên cung trăng khác hẳn dưới trần. Ngươi không nhanh lên á thì ngươi sẽ già lũ khủ. Sợ là ngươi sẽ không kịp đưa Hằng Nga xuống trần đâu. Đi lẹ lên đi. Con mệt quá à. Anh hai, anh lên bờ nghỉ chút đi, lát em làm giúp cho. Ê, đau chà, cua nó kẹp con. Đâu đâu, để chà gỡ ra cho. Anh hai, anh có sao không? Ê, cái con cua này cũng mạnh thiệt. Hơi sót xíu nhưng mà không sao. Chiều nay có món canh cua cho cả nhà cùng ăn. Đau. Chiều nay có món canh cua ăn rồi. Công nhận cứ giỏi thiệt á. Chưa gì đã nghỉ rồi. Ta phải nghỉ một lát đã.
Mệt quá. Ngươi cũng giỏi thiệt ha. Giá mà dưới trần ngươi cũng chăm chỉ vậy thì đâu có đến nổi đâu. Trời, đương nhiên ta là nhân tài hiếm có, chẳng qua là ta chưa muốn ra tay thôi. Ngươi cứ để nhẹ một bó lên mặt hồ, cứ vậy khi nào mặt hồ đầy rã thì ngươi bước qua được rồi. Cỡ này chắc đủ bước đi rồi. Ta đi được rồi. Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi đâu. Tụi ơi, mau giúp ta thả thêm rơm rạ xuống. Ngươi mau chạy đi, đứt nữa sẽ chết kịp đó. Tên người phàm kia, ai cho ngươi xả rác trên hồ của ta hả? Tụi kêu tôi làm như vậy để đi trên mặt hồ tới gặp thằng Nga mà. Không lý lẽ gì cả, trả lại cho người rác của ngươi đây. Bù nhìn rơm. Ôi, ngươi lại lừa ta gặt lúa cho ngươi. Dân ơi dân à, cái hồ này á là gương soi trần thế, hễ cái gì mà rơi xuống làm mờ gương á đều bị trừng phạt hết. Ngươi bị như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi lại lừa ta. Với một kẻ háo thắng kiêu căng ham chơi biến làm như ngươi thì lao động một chút có hại gì đâu. Chẳng lẽ ngươi lừa em trai thì được, bắt nạt người khác thì được, còn không có ai làm được vậy với ngươi sao? Ta sẽ bắt ngươi và cho một trận. Đố ngươi bắt được ta. Đố ngươi bắt được ta đó. Đâu rồi? Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì tìm ta đây. Ta sẽ kiện ngươi. Được, kiện đi. Ta thách ngươi, kiện đi. Ở đâu cũng được, kể cả mặt trời ta cũng không sợ. Ôi, chết. Tưởng ta không dám tới mặt trời kiện sao? Chờ đó, ta ước gặp được thần mặt trời. Là bị ta lừa, ngươi sẽ có một bài học nhớ đời thôi. Trời ơi, anh lo quá. Không biết anh Nhân hết giận mình chưa nữa. Cũng lâu rồi còn gì, chắc anh ấy không nhớ gì nữa đâu. Vậy sao ảnh không đến đám cưới tụi mình? Cũng không nghe tin tức gì từ ảnh hết à? Thì mình cứ gọi ảnh xem sao. Dù sao hôm nay vợ chồng mình cũng đến để tạ lỗi và ra mắt ảnh mà. Anh Nhân ơi, anh Nhân, em là Hậu đây. Hai người tìm ai đây? Dạ thưa ông, đây là nhà anh trai của cháu, vợ chồng cháu ghé thăm anh. Hai người không biết gì sao? Nhà này vắng chủ lâu rồi, của cải trong nhà cũng đã bị trộm lấy hết sạch. Hả? Có thật không cụ? Vậy chủ nhà này đi đâu rồi ạ? Không ai biết cả. Chỉ trong một đêm mà nhà thành vô chủ. Bọn trộm tha hồ ra vào. Có người nói ông chủ chắc là bị hại rồi. Cũng có người nói ông ta muốn lấy hàng Nga nên lên cung trăng rồi. Ôi, giàu sang mà chi không biết. Anh đã linh cảm là có chuyện mà. Mình bình tĩnh đi, cũng chưa chắc là anh hai gặp rắc rối mà. Trời ơi, nhưng mà anh đi đâu được kia chứ. Anh hai không có quen chịu nghèo khổ vất vả được đâu. Chẳng biết giờ này ảnh ra làm sao, đang ở đâu nữa. Không được, anh phải đi tìm anh hai. Lúc này anh càng phải bình tĩnh suy xét. Anh Nhân vẫn còn mấy viên ngọc ước mà. Nhưng mà lỡ ảnh đã hết ngọc ước mà lại đang vướng vào rắc rối thì sao? Ồ, vậy ra ngươi là người phàm bị cùi dụ dỗ lên cung trăng rồi bị lừa phải làm việc cho hắn sao? Dạ, thưa ngài. Vậy hắn đã dụ dỗ ngươi thế nào và làm cách nào để ngươi lên được cung trăng? Tôi có ngọc ước nên tôi đã lên được cung trăng.
Hắn nói là nếu làm việc cho hắn á, hắn sẽ chỉ cho tôi gặp được Hằng Nga. À, nhưng mà ngươi có ngọc ước à? Từ đâu mà ngươi có? Tôi cứu một tiên nữ mắc nạn nên tôi được nàng ấy cho 7 điều ước. Tôi đã chia cho em trai tôi 3 điều. À, phải phải, ta đã nghe về việc này rồi. Được được, tên cuối thật đáng giận. Nhưng hắn ở mặt trăng, ta chỉ cai quản mặt trời. Ta không thể cứ vậy mà qua đó đòi công bằng cho ngươi được. Thưa ngài, việc của tên cuối làm là gian dối, là mất đi oai nghiêm của thần linh. Ta hiểu. Như vậy đi, ta rất thích chơi cá cược. Nếu như ngươi cược thắng ta thì ta sẽ có cớ để trừng trị tên cuối mà không mất lòng Hằng Nga. Được không? Thưa ngài, được, được. Nghe ngươi có vẻ là người chăm chỉ làm ăn lại lương thiện. Ta muốn ngươi thì chạy với người của ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đích thân đến cung trăng phần xử chuyện của ngươi. Thần mặt trời anh minh, thần mặt trời thật là anh minh. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải nhận hình phạt của ta. Thế nào? Phạt gì cũng được, nhưng tiên nữ có phép mà. Lỡ họ dùng phép ăn gian thì sao tôi thắng nổi? Ta lấy danh dự mà hứa với ngươi, cuộc thi này là công bằng. Phải dùng đôi chân chạm trên đất để chạy, không được bay hay dùng phép thuật. Được, thưa thần mặt trời, tôi sẽ nhận cược. Được lắm. Hai người chỉ cần chạy từ đây đến kia, ai chạm vạch đích trước sẽ chiến thắng. Đường chạy rất ngắn, ai nhanh hơn thì thắng thôi. Các ngươi vào vị trí đi. Xuất phát. Ta thắng chắc rồi. Sao? Ta không thấy cô bé tiên nữ này chạy. Thần đang lừa ta. Ta không lừa ngươi. Tiên nữ của ta có chạy, nhưng đây là tiên nữ tia nắng, không gì có thể nhanh hơn tia nắng. Ngài. Tên phàm nhân kiêu ngạo kia, ngươi đã biết tội chưa? Thưa ngài, tôi có tội gì? Chỉ vì ngươi ganh tị với em trai nên mới ngông cuồng đòi lấy Hằng Nga. Ngươi là kẻ chỉ muốn sống sung sướng mà không chịu bỏ công sức ra, khi giàu sang lại còn muốn hơn nữa. Không biết đâu là đủ. Loài người như ngươi chỉ đáng bị trừng phạt. Xin tha cho tôi. Xin tha cho tôi. Quá muộn rồi. Ta ghét nhất những kẻ lười biếng hợm hĩnh như ngươi. Ngươi còn sống chính là gánh nặng cho em trai ngươi, cho tất cả mọi người. Tôi biết lỗi rồi. Nếu được sống, tôi hứa sẽ trung thực, chăm chỉ, sẽ yêu thương em trai của bà. Nè, em đem theo mà ăn đi. Thôi, anh hai đem theo đi học, không thôi đói á. Cha đã chừa phần cho em rồi. Anh đi học không phải làm gì nhiều như em. Em ăn vô cho khỏe. Với lại á, anh ăn sáng còn dư, đem theo cũng đủ rồi. Cảm ơn anh hai. Thấu. Anh hai, anh mới đi học về hả? Em làm gì vậy? Đến phụ cho. Dạ, em đang cắt cỏ cho trâu. Anh đừng có đụng vào, dơ lắm. Vậy để anh cho nó ăn ha. Dạ cũng được. Ê kìa, cái con trâu này. Ê, mẹ, áo của tao đâu phải đồ ăn của mày. Buông ra. Có những việc dù hối tiếc cũng muộn mà. Hai đứa nói xem, đứa nào đánh thằng giáp u đầu?
Dạ là con trai. Là con trai, con đánh thằng Giáp. Không phải đâu cha, là con đánh nó. Anh Nhân càng mà không được. Không, là con đánh thằng Giáp, nó dám chửi em Hậu. Cha ơi, con đánh thằng Giáp đó cha, vì nó dám chê anh con. Hai đứa tranh nhau nhận tội hả? Vậy thì ra sân quỳ nhịn ăn tối. Nặng quá. Anh, sau này anh không để em nhận tội cho. Ăn vài cây là được ăn tối rồi. Tao đánh thì tao chịu chứ có liên quan gì mày. Mày can tụi tao, còn bị nó đánh sưng chân nữa. Mà đòi ăn đòn giùm. Anh em như thể tay chân, cùng nhau chịu chứ. Mai mốt tao học hành đỗ đạt ra làm quan á, tao sẽ cho mày sống sung sướng, không lo nghĩ gì hết. Đứa nào dám nói xấu anh em mình, tao sẽ phạt tù hết cho mày coi. Còn cười được à? Đứng thẳng giơ tay lên. Dạ, chỉ mong hai anh em con sống hòa thuận, giúp đỡ nhau, chăm chỉ làm việc thì cha nhắm mắt cũng an lòng. Cha đừng nói vậy mà cha, cha sẽ khỏe lại mà cha. Nhưng à, con cố gắng học thành tài, sau này mới chăm sóc được cho em con, biết không? Dạ. Hậu, tuy con không thông minh nhanh nhạy bằng anh, nhưng con chăm chỉ, cần cù. Cả hai đều phải cố gắng học, cố gắng làm, để sau này có cái ăn, cái mặc. Mình ơi, anh Hậu ơi, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Anh nhớ lại chuyện ngày xưa, hai anh em anh thương nhau. Giá mà... Anh hai thật sự rất tốt. Anh ấy chỉ bị lòng tham che mờ lý trí. Sao anh có linh cảm không lành quá? Anh đừng lo, vì chúng ta đi tìm anh hai. Thôi, em ở nhà đi, để anh đi tìm ảnh cho. Không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Rồi lỡ đột nhiên ảnh về mà không có ai ở nhà thì sao? Tiên nữ! Anh Hậu, tôi đưa anh trai của anh về cho anh nè. Hả? Cái gì? Anh Nhân đây á? Sao anh ấy lại ra nông nổi này? Anh ấy đã lên cung trăng bị cụi dại cho một bài học, nhưng anh ấy lại lên mặt trời tố cáo cụi. Thần mặt trời biết được anh ấy nói dối nên đã trừng phạt anh ấy. Thưa thiên nữ, anh ấy chết thật rồi sao? Anh hai ơi! Anh hai ơi! Xin tiên nữ nhân từ, người đã đưa xác anh Nhân về thì xin cũng giúp cho chúng tôi một lần nữa, xem có cách nào cho anh ấy được sống lại. Khó lắm, hắn đã dùng hết ngọc ước rồi. Giả lại ngọc ước à? Tôi vẫn còn một viên. Lần trước anh Nhân để lại cho tôi một viên, nói là phòng khí bất trắc. Liệu có linh nghiệm không ạ? Ta không biết chắc, người cứ thử xem sao. Cầu xin trời đất linh thiêng cho anh Nhân của con được sống lại. Ta ước anh Nhân được sống lại khỏe mạnh như trước. Anh hai! Anh ấy sống lại thật rồi. Đây là... là Hậu? Là em sao? Anh không nằm mơ đó chứ? Dạ không, anh hai vừa mới chết đi sống lại thiệt đó. Dạ, chính tiên nữ đây đã đưa anh trở về nhà. Thôi, các ngươi đã được đoàn tụ viên mãn rồi, thì ta cũng an lòng về trời đây. Dạ, tạ ơn tiên nữ. Nhờ có người và ngọc ước của người mà gia đình tôi có được như ngày hôm nay. Quan trọng là ngươi đã sử dụng những điều ước đúng đắn nên có được cuộc sống sung túc. Còn ngươi, ta hy vọng những điều ước sai lầm đã dạy cho ngươi một bài học. Ngươi hãy cố gắng sống tốt, đừng phí phạm điều ước của em trai ngươi đó. Tạ ơn tiên nữ đã chỉ bảo. Tôi đã biết lỗi rồi, từ nay tôi sẽ tu chí làm ăn, không dối trá, không tham lam, không cờ bạc nữa. Ta cũng mong như vậy, nếu không thần mặt trời sẽ không tha cho ngươi lần nữa đâu. Hậu, anh xin lỗi, anh tạ lỗi với em. Anh đã quá tệ bạc với em vì lòng tham lam và ích kỷ.
Anh hứa sẽ học lại và tu chí làm ăn. Được như vậy em mừng lắm. Anh cứ ở nhà em và chuyên tâm học hành. Cha chúng ta ở trên trời nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất vui. Rồi, hai anh em còn nhiều dịp hàn huyên mà. Giờ chúng ta vào nhà thôi. Từ đó, Nhân tu chí học hành, xa rời bạn xấu, phụ giúp hai vợ chồng Hậu. Chẳng bao lâu, đậu kỳ thi Hương và làm thầy đồ dạy học. Ít lâu sau, anh ta cũng cưới vợ và có căn nhà riêng của mình. Còn hai vợ chồng Hậu sống hạnh phúc ấm no, ngày ngày trồng rau và câu cá. Căn nhà không ngớt tiếng cười. Hai gia đình của hai anh em vẫn luôn giúp đỡ nhau, sống trong tình yêu thương, đùm bọc, đầm ấm với xóm giềng và bạn bè.